Nhà đọc truyện mời các bạn nghe bộ truyện Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi Thể loại, đô thị, hài hước Chương 1126 Lâm Như Tâm Chẳng có gì đẹp cả Trên sườn dốc đường quốc lộ cách hiện trường chỉ mấy trăm mét, Tôi định bắt mặt đồ trắng thanh lịch đặt ống nhòm trong tay xuống, đại dê không chết được, chúng ta không cần nhúng tay. Trước khi nữ hài tới đây, Tô Bình Nam đã dặn dò một câu, đừng bao giờ cố chấp và ngạo mạn, phải học hỏi ưu điểm của cấp dưới. Nữ hài gật đầu. Mọi việc luôn thay đổi, chúng ta không thể am hiểu tất cả, nhất định phải học tập và không ngừng thay đổi. Nam nhân vỗ vai nữ hài. Vâng. Tô Định Bắc vừa dứt lời, phi cơ lập tức gật đầu, theo sát phía sau nữ hài, nào còn phong thái thường ngày của hổ loan tử, quả thật là một tùy tùng đúng chuẩn. Dường như ngươi không thay đổi gì cả. Tô Định Bắc nghi người cười khẽ, khác với thông tin ta nghe thấy. Phi cơ mỉm cười không đáp. Tô Định Bắc không nói thêm gì nữa. Nàng đến cảng thành chỉ vì câu nói kia của Tô Bình Nam. Cảm giác trên giấy không sâu sắc. Nữ hài rất đồng ý với câu nói này. Từ trước đến giờ chân tướng trên đời rất tàn khốc. Nàng nhất định phải quen đối mặt với tất cả những gì trong bóng tối. Màn chém giết máu tanh lúc nãy không hề khiến nàng cảm thấy khó chịu, Tô Định bắt rất hài lòng về điều này. Nữ hài nhìn đoàn người đi theo, có phần cảm động. Hai vị Phật Hải Đông Thanh Tề tụ, có thể nói là một tất không rời, tâm tư của Tô Bình Nam rõ rành rành ra đó. Nữ hào biết người anh trai kiệt ngạo thiết huyết kia lo lắng cho mình, thậm chí không ngại chuyện bé xé ra to. Trong số những người của chúng ta, ai là người có khả năng thay thế thập nhị hợp đồ nhất? Xe nổ máy, tiếng súng cách đó không xa đã ngừng lại, tôi định bắt nghiêm mặt hỏi. Là trì thúc. Phi cơ trả lời, có điều hiện tại vẫn còn hai người đủ tư cách hơn hắn là Lão Hắc và Trí Ca. Nhưng hai người này không khác gì thập nhị thúc, cực kỳ tuân thủ quy tắc rất khó trao đổi. Trên tài liệu mà Trung Tiểu Thư đưa cho ta nói rằng tính cách đại dê cực kỳ nóng nảy dễ giận, lần này hắn không chết nhất định sẽ trả thù. Ngươi đừng làm gì hết, hãy mượn tay hắn trừ khử hai lão già này. Tôi định bắt nhìn phi cơ, chúng ta phải làm một mẻ khỏe cả đời. Nhị ca từng nói sau ngày mùng 1 tháng 7 tuyệt đối không được để xảy ra xung đột lớn như vậy nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phi cơ trả lời rất nghiêm túc, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Đại dê thở hỗn hển đứng trước mặt đại bộ hắc thở không ra hơi, sắc mặt âm trầm, lão đại đảng cao cường của ngươi không phải ta giết, nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ai sai ngươi tới? Hắn nông nổi dễ giận nhưng không ngu. Hạng du côn này sẽ không có súng, lại càng không nắm bắt được lộ trình của hắn một cách chính xác như vậy đại bộ hắc bị xe đâm gãy bảy tám cái xương sườn, đau đến nỗi thần trí mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi của đại dê, hắn thì thào nói ra một câu cuối cùng, hồng môn vốn là một nhà, kẻ tự ý giết huynh đệ và trưởng bối nhất định sẽ chết dưới lưỡi đau. Khốn kiếp! Đại dê nhìn đại bộ hắc đã tắt thở, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái đệt. Chấp hành gia pháp với ta ư. Năm 97, minh tinh nổi tiếng nhất cảng thành. Nội địa và cả đảo Mỹ lệ là ai? Mười người thì có tới chín người sẽ nói ra một cái tên, Tiểu Tề ca. Bài hát mềm lòng vang lên khắp phố lớn nhỏ nhỏ giúp hắn trở nên nổi tiếng. Giới điện ảnh thì sao? Nhất định là Lâm Như Tâm. Nữ sinh có ngoại hình ngọt ngào này nổi tiếng khắp Đài Loan, Hồng Kông và nội địa sau bộ phim Hoàng Châu cách cách. Nổi tiếng rồi, tất nhiên các loại tài nguyên tự dân đến, các đại ngôn và phim ảnh ào ào bay tới khiến nàng công chúa chưa thất bại bao giờ vô cùng tự tin. Hôm nay Lâm Như Tâm cực kỳ không vui. Mặc dù nàng nhận được quảng cáo của chế nồ, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Tất cả là do chuyện ở bãi đổ xe. Nhà hàng Tây tuyệt nhất cản thành là Nết Cơ. Đây là một nhà hàng Tây kiểu Nhật, bởi vì vị trí tốt, không dễ bị chụp trộn, vì vậy được rất nhiều minh tinh có danh tiếng yêu thích. Nhà hàng này nằm ở Trung Hoàng bọn hắn biết khách hàng lớn nhất là ai, cho nên bãi đổ xe đặt dưới nằm đất cho an toàn. Cảng thành mà, trung hoàng tất đất tất vàng, một nhà hàng không thể tiêu tiền như nước xây một bãi đổ xe trên mặt đất. Lúc đó Lâm Như Tâm ngồi trong xe bảo mẫu, vẻ mặt không vui. Tên đạo diễn béo như heo kia quay chụp suốt gần một tiếng đồng hồ, nếu không phải đối phương rất có tiếng tâm thì Lâm Như Tâm thề rằng mình nhất định sẽ nện lọ nước khoáng vào cái đầu heo của hắn. Tài xế mà công ty quản lý phái tới phanh gấp khiến Lâm Như Tâm ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nghiêng ngả, suýt thì đụng vào lưng ghế lái. Không biết lái xe thì cút. Đầu tiên nàng lấy gương trang điểm ra soi mặt. Sau khi thấy không có vấn đề gì, nữ nhân bắt đầu nổi cáo. Lâm Như Tâm cảm thấy mình không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt tên tài xế quèn. Xin lỗi Lâm Tiểu Thư. Tài xế A Vượng cười làm lành, quay đầu lại, tầm nhìn không tốt, có một cây cột trắng tầm mắt nên ta không phát hiện vị trí này có xe. Lâm như tâm lường A Vượng đang cười làm lành, lạnh lùng hừ mũi rồi hạ cửa sổ xuống một nửa, xem tình hình bên ngoài. Một chiếc xe hơi vô xoa ẩn biết teo màu trắng kiểu nữ đổ ở vị trí nàng thích nhất, xem chừng mới đổ chưa đầy vài phút. Nữ minh biết loại xe này được tiểu tư bản hoặc dân văn phòng yêu thích nhất. Nàng cảm thấy địa vị của đối phương không bằng mình, lập tức sụ mặt nói cho nàng biết ta là ai. Ta có thể ký tên cho nàng, nàng có thể đổi chỗ khác hay không? Chương 1127 Chúc mừng! Sao vậy Trung Tỷ? Sau khi xuống xe, Tô Định Bắc không biết tại sao sắc mặt Rebecca lại khó coi như vậy. Chiếc xe vô xoa ẩn biết teo là Rebecca mượn trịnh Nga Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì hai chữ khiêm tốn tin tức cản đồn môn tư hữu hóa cho một doanh nghiệp nội địa khiến nhiều người chấn động không ít paparazzi mảng tài chính và kinh tế theo dõi rebecca rất chặt đám gia hỏa muốn quạt gió thổi lửa này có lực sát thương không nhỏ vì thế hiện tại nàng rất chú ý giữ khoảng cách với tập đoàn cẩm tú thậm chí nữ nhân còn từ bỏ ý định từ chức đợi mấy tháng sau hết hot rồi tính tiếp lần này tôi định bắt đến cản thành cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác hơn nữa nàng cho rằng làm việc biết nắm biết buông mới là vương đạo, cho nên mới có chuyến du lịch giải khoai lần này. Không có gì. Rebecca nhìn tiểu minh tinh ngồi trong xe kia bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, có người muốn dùng một tấm ảnh có chữ ký yêu cầu chúng ta nhường vị trí đổ xe. Cô định bắt chỉ hờ hững ồ một tiếng, không hề để tâm. Nàng xoay người, mỉm cười nói với A Vượng một câu, xin lỗi, chúng ta không đua idol hiện tại nữ hài được tô bình nam dạy dỗ tầm mắt rộng mở chẳng thèm để mắt đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này chỉ là một tiểu minh tin tự cho là đúng mà thôi đây là suy nghĩ chân thật của tô định bắc để đến nơi này tô định bắc còn cố ý dặn dò hai vị đại thần bám sát một tấc không rời kia hoạt động tự do ở niên đại này đối với người nội địa mà nói cảng thành là một nơi tràn đầy cảm giác thần bí dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tô Định bắt đến Cảng Thành, khó nén được lòng tò mò của thiếu nữ, cho rằng Cảng Thành là một nơi cao cấp. Nhị ca bảo nàng học tập, nàng cảm thấy đây cũng là một hình thức học tập. Lâm Như Tâm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, giận run người. Không phải vì bị từ chối, mà là do vẻ kinh thường trong mắt đối phương. Nhất là nữ hài trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ giống nàng nhìn con chó mà ba nàng nuôi ở đảo Mỹ Lệ dễ nhận thấy rebecca là khách quen ở đây sau khi ngồi xuống vị trí tốt nhất cạnh cửa sổ và thành thạo sắp xếp tất cả nữ nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi thêm một chai rượu vang nàng cảm thấy cần chúc mừng rebecca rất vui vì tô định bắt chịu bước chân vào nơi cao cấp hơn nữa không hề tách biệt với hoàn cảnh mà tích cực hòa nhập nữ nhân chúc mừng sự khác nhau giữa hai người thiết huyết tô định bắc và tô bình nam trong mắt rebecca Bản tính của lão đại Tô Bình Nam là kiệt ngạo khó thuần, lấy mình làm trung tâm. Hắn sẽ không quan tâm tới bất cứ lễ nghi rườm rà nào, từ trước đến giờ hắn luôn coi thường nội tình quý tộc và khí chất các thứ. Hắn là kiểu người dù ăn bánh rán cũng dám ngồi trong nhà hàng cấp sao Michelin với vẻ mặt thản nhiên. Tuy nhiên, khí chất đặc biệt trên người hắn khiến người khác cảm thấy nên như thế. Rebecca có cảm giác này. Điều này không phải là không có mầm họa tập đoàn cẩm tú mở rộng quá nhanh, mưu đồ quá lớn. Vì thế Rebecca cho rằng phía dưới Tô Bình Nam cần một vùng đệm. Mà sự xuất hiện của Tô Định Bắc đã bù vào chỗ trống này một cách hoàn mỹ. Trụ vang để chúc mừng. Tô Tứ Tiên Sinh Cách Rebecca gọi Tô Định Bắc rất đặc biệt, nàng dùng từ tiên sinh để bày tỏ lòng thần phục và kính trọng của mình. Rất vui vì ngươi đã nhận lời mời của ta. Cảm ơn. Trung tỷ, Ngươi khách sáo quá. Giọng điệu của tô định bắt vô cùng kiêm tốn. Ngay khi nữ hài đang định nói tiếp, một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh. Các ngươi không thích ký tên, vậy tiền thì sao? Lâm như tâm đã quan sát rất lâu, cuối cùng tiếng phổ thông của tô định bắt tiếp thêm dũng khí ngang ngược cho nàng. Từ trước đến giờ nữ nhân luôn có thái độ trịch thượng của người dân đảo Mỹ Lệ, khiến nàng thốt ra câu này. Tô định bắt chậm rãi xoay người mặt trầm như nước ngươi có ý gì bữa cơm này ta mời phiền ngươi nhường chỗ rất đơn giản đúng không động tác của lâm như tâm có vẻ cố tỏ ra ưu nhã ai cũng được lợi đúng không các ngươi có thể thưởng thức món ngon và rượu vang miễn phí còn ta có thể ngắm cảnh rebecca lập tức sầm mặt trước giờ nàng chưa từng thấy nữ nhân nào không biết điều như vậy sau khi rebecca gia nhập tập đoàn cẩm tú nàng đã thay đổi cách sống ngày xưa nhất là sau khi bước vào con đường chính trị nàng đã hoàn toàn thay đổi khí chất sẽ thay đổi theo địa vị hiện tại nữ nhân đang quản lý chi nhánh cẩm tú tại cảng thành bí mật thao túng hòa ký vô tình bồi dưỡng ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ lúc này vẻ mặt âm trầm của nàng làm cho lâm như tâm giật thót ngươi đang quấy rầy chúng ta ăn cơm mời đi ngay giọng điệu rebecca âm trầm bởi vì xung quanh có không ít người nhìn, cho nên nàng đè nén cơn giận, nhưng đã nhớ kỹ gương mặt của tiểu minh tinh này. cô định bắt không nói gì, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, coi lâm như tâm như không khí, chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái. bầu không khí này khiến lâm như tâm cảm thấy nhục nhã. bởi vì tâm trạng khó chịu, một nữ nhân đã quen được mọi người chú ý như nàng đã làm ra một việc khiến nàng hối hận cả đời. nàng giả vờ lão đảo tay trái bỗng lật úp ly rượu vang trên bàn. Thứ rượu tỏa hương đổ xuống chiếc váy dài trắng tinh của Tô Định Bắc. Bầu không khí đột nhiên đóng băng. Lâm Như Tâm cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn đối tượng trả thù là nữ hài này, chứ không phải nữ nhân khiến nàng tức giận. Có lẽ là vì trên người nữ hài này không có trang sức xa xỉ khiến tiềm thức nàng cho rằng người nội địa này dễ đắc tội chăng? Chương 1128. Không thoát được Tô định bắt vương tay ngăn cản Rebecca đứng bật dậy, nhìn Lâm như tâm chầm chầm, vận khí của ngươi không tốt, ngươi cứ khăng khăng chọc giận ta. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công. Cô bé đứng dậy, tao nhã dùng khăn ăn lau vết bẩn. Nàng nhìn Lâm như tâm chồng chọc, ánh mắt lạnh lùng khiến nữ minh tinh giả vờ giả vịt cảm thấy ớn lạnh. Ngươi sẽ rất thê thảm. Tô định bắt khôi phục vẻ lạnh lùng thiết huyết. Nàng không nổi giận. Nói xong câu này, nàng liền đi ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Rebecca lập tức đi theo. Hai người không nhìn nữ nhân kia nữa. Chỉ để lại Lâm Như Tâm ngơ ngác đứng đó. Nữ nhân bình tĩnh vén tóc, tức giọng khinh thường nói một câu, đúng là gái nội địa, miệng cọc gan thỏ. Đến giờ nữ nhân vẫn không biết cô gái đại lục trong mắt nàng là nhị đương gia của tập đoàn Cẩm Tú Hưng Thịnh ở Hạ Quốc. Tô Định Bắc Xin lỗi Tô Tứ Tiên Sinh. Sau khi lên xe, Rebecca nói, ta sẽ bôi đen danh tiếng của nàng trong giới nghệ sĩ cảng thành, cắt đứt con đường phát triển của nàng. Tô Định Bắc không nổi giận tại chỗ, Rebecca càng thêm tán thưởng cô em gái này của bố. Cách gọi tiên sinh này là thật lòng. Căn cơ của nàng là đảo mỹ lệ và nội địa, ta sẽ tự xử lý. Tô Định Bắc vẫn luôn mặt lạnh như tiền bỗng nở nụ cười. Ta biết nữ nhân ngu như heo này không dính dáng gì tới ngươi. Rebecca há hốc miệng. Còn muốn nói gì đó nhưng tô định bắt tiếp tục lên tiếng. Đi shopping thôi. Nhìn vẻ lạnh lùng ẩn sâu trong mắt tô định bắt, Rebecca gật đầu. Hai tiếng sau vụ hất rượu. Hoành điếm. Sau bộ phim Cuộc chiến thuốc viện, nơi này đã ngên đón mùa xuân phát triển. Mặc dù tháng giêng chưa qua, đã có ba bốn đoàn làm phim đến đây nơi nào có làm ăn, nơi đó có giang hồ. Nếu nói một hai năm trước Hoành Điếm còn phải lấy lòng đoàn làm phim để phát triển lớn mạnh, thì cục diện bây giờ đã trái ngược hoàn toàn. Tập đoàn Cẩm Tú đầu tư rất lớn vào Hoành Điếm, hai studio hiện đại quy mô lớn có thể nói là đứng đầu châu Á. 13 khu vực điện ảnh mô phỏng chiều dài suốt mấy nghìn năm lịch sử trong kế hoạch đã hoàn thành phân nửa, lại thêm hơn vạn diễn viên quần chúng chính quy hóa, càng ngày càng có vai trò không thể thay thế. Không phải là không thể đến chỗ khác, nhưng địa điểm thuận lợi và nhanh chóng như vậy trước mắt chỉ có hoành điếm. Tư bản sẽ không làm khó tiền bạc. Quay một bộ phim không dễ. Ngoài tài chính, kịch bản, diễn viên ra, đủ mọi chuyện linh tinh vụn vặt khác cũng đủ khiến người ta phát rồ. Độ hot của phần một bộ phim Hoàng Châu cách cách khiến nhà đầu tư cực kỳ vui mừng bao nhiêu năm rồi không thu được một khoản lớn như vậy mấy phần tiếp theo lập tức được đưa vào lịch trình hà quỳnh là nhà sản xuất cũng là tác giả viết tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng đảo mỹ lệ nàng đã chạy tới hoành điếm từ sớm phần một quay rất vất vả gặp nhiều sự cố khiến hà quỳnh lo sợ phần hai sắp quay sao có thể không cẩn thận hơn quyết định địa điểm quay định ra trang phục nàng đã thỏa thuận với công ty quần chúng tất cả đều thuận lợi khiến nữ nhân cảm thấy quá thuận lợi cứ như đang nằm mơ giá cả đối phương muốn và mức độ hỗ trợ đối phương đưa ra dường như bắt đầu từ một câu hỏi của người tổng phụ trách tên trương đồng kia lâm như tâm chưa đến à đối phương chỉ hỏi một câu như vậy hà quỳnh cứ tưởng hắn cũng là người hâm mộ nên không nghĩ nhiều khi nào khai máy nàng mới tới trương tổng đến lúc đó chúng ta có thể ăn một bữa nữ nhân biết không thể chọc giận địa đầu xà bèn giúp minh tinh của mình hẹn một bữa cơm vì vậy mới có sự việc kể trên chiếc váy bị rượu vang làm bẩm được tô định bắt cất đi không giặt màn đêm buông xuống nữ hài mặc váy dài màu đen nắm cảng victoria lộng lẫy dưới chân giọng điệu lạnh lùng phía đại dê sao rồi trì thúc phải nhanh chóng thế chân kẻo đêm dài lắm mộng hôm nay nữ hài không nổi giận không có nghĩa là nàng không giận chẳng qua là nàng muốn giữ bình tĩnh trước mặt Rebecca tại thời điểm mấu chốt mà thôi. Đây là làm chuyện lớn, nữ hài đã chuẩn bị đầy đủ. Không có vấn đề gì. Phi cơ trả lời, hiện giờ hắn nhìn ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta đẩy nhẹ một cái, hắn sẽ cắn câu. Cô định bắt gật đầu, xoay người nhìn tô nhất nhị, tâm trạng ta không tốt. Đại dê đã vô dụng, khi nào hai lão già kia đi thì tiễn hắn lên đường ngay lập tức. Ta đi làm việc đây. Tô Nhất Nhị gật đầu, lúc rời đi ánh mắt khó giấu vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghe danh Tô Định Bắc, biết trước đây nàng chỉ là một doanh nhân tài giỏi mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự bình tĩnh của mình. Trong phòng không còn một bóng người, Tô Định Bắc vén lọn dài rủ xuống, lẩm bẩm một mình, chắc là chỉ có bạo lực mới giúp mình bình tĩnh. Lúc này Tô Bình Nam không ở đây, nếu không hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện giờ phút này vẻ mặt của Tô Định Bắc giống hệt như Tô Định Bắc bỏ mạng ở Nam Hải trong trí nhớ của hắn. Phi cơ đoán rất chính xác. Đúng là đại dê đã mất chừng mực. Sắc mặt hắn dữ tợn, thường ngày đám lão già này ăn của ta, uống của ta, tán gái cưỡi ngựa đều là lão tử chăm sóc. Ấy vậy mà bây giờ bọn hắn lại trở mặt muốn giết ta. Đừng mơ Nam nhân hất ống đựng bút trong thư phòng xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe làm cho căn phòng trở nên bừa bộn. Đại dê ca, Hoa Ký có mấy chục vạn côn đồ, nếu như hiện tại bọn hắn quyết tâm muốn chấp hành gia pháp thì ngươi không thoát được đâu. Để đảm bảo an toàn, trong biệt thự của đại dê đầy nhân thủ mà hắn điều động sang. Trong thư phòng, quân sư Trần Văn Hoa nói ra suy nghĩ của mình. Chương 1129 Tuổi trẻ tài cao ngươi nói xem phải làm sao. Đại dê luôn tự cho mình là đúng, trước giờ không nghe ý kiến của Trần Văn Hoa. Nhưng lúc này hắn rất biết lắng nghe, khiến Trần Văn Hoa hơi kinh thường. Tối qua phi cơ đã tìm hắn, con số trên tấm chi phiếu kia đủ cho hắn nuốt lại mọi nghi vấn, vùi đầu làm việc. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ di dân sang Hà Lan, không quay về nữa. Bây giờ ngươi có nói gì thì bọn hắn cũng không nghe. Lão đại, thôi thì chúng ta hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng sắc mặt trần văn hoa có chút âm trầm giết đám già ngoan cố trí ca đi bọn hắn chết rồi đám già từng nhận lợi ích từ chúng ta có thể dìm chuyện này xuống đến lúc đó chúng ta tập trung tinh lực nhấn chìm phi cơ giết bọn hắn thì chúng ta không nói rõ được ngươi cũng biết quy tắc của hòa ký mà Đại Dê do dự ở thời khắc mấu chốt khiến không ít kẻ trung thành quyết tâm đi theo hắn hơi thất vọng. Tệ hơn nữa cũng tệ đến mức nào chứ? Trần Văn Hoa tẩy não, "Lão đại, sau khi ngươi thành công tiếp tục nhiệm kỳ, hòa ký sẽ là của ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn ngồi lên vị trí này, ai có thể làm gì được ngươi?" Cầu Phú Quý trong nguy hiểm. "Lão đại à, ta cảm thấy Hoa ca nói rất có lý. Ta đi làm việc đây." Danny với cánh tay bó bột bổng xen lời vẻ mặt hung ác câu nói này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà đại dê híp mắt ta biết con đường thiên vương không dễ đi nếu các ngươi đã đều đồng ý vậy thì Danny ngươi đi tìm đại phi trần lấy hàng xử bọn hắn chờ tin vui của ta vết thương không ảnh hưởng tới độ linh hoạt của Danny hắn đứng dậy nói chờ tin vui của ta Cây gậy kia của Hòa Ký khiến cho cuộc chém giết ở Cảng Thành vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, Tô Bình Nam ở Châu Thành lại là cảnh thái bình rộn rã. Việc ký kết hợp đồng làm cho đám người Hoàng Vân Tươi cười rạng rỡ, sao có thể không chiêu đãi tập đoàn Cẩm Tú đàng hoàng. Có điều Tô Bình Nam vẫn lạnh lùng như cũ, ngoại trừ mấy trường hợp bắt buộc phải tham gia, hắn đều từ chối toàn bộ. Cũng vì thế mà hắn nhận được hảo cảm của Đổng nữ sĩ đổng nữ sĩ vẫn luôn kiệt ngạo kinh thường thương nhân bị tiền che mờ mắt không có ranh giới cuối cùng theo lời nàng nói thì những kẻ này không ra gì cũng không làm nên doanh nghiệp trăm năm chỉ là đám thương nhân sặc mùi tiền bọn hắn không gánh nổi hai chữ doanh nhân vì vậy nàng thông qua hoàng vân muốn kết bạn với chàng trai trẻ này của tập đoàn cẩm tú sau khi hoàng vân đồng ý hắn có hơi khó xử Hắn cũng chú ý tới lời nói và hành động của Tô Bình Nam trong mấy ngày qua, biết đối phương là một nhân vật cường thế không dễ tiếp xúc. Sau khi nhắm mắt nhắm mũi gọi điện, Hoàng Vân Nguyễn Chuyển đưa ra lời mời tụ họp. Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của hắn, Tô Bình Nam đồng ý, về địa điểm ăn cơm, Tô Bình Nam mỉm cười đưa ra một yêu cầu không tính là yêu cầu, ta tới Châu Thành còn chưa đi dạo hẳn hoi. Tìm một quán ăn bình thường được chứ? Tô Bình Nam đồng ý đã là niềm vui bất ngờ rồi, Hoàng Vân vội vàng đồng ý. Sau khi cúp máy, hắn ném nhiệm vụ này cho thư ký Tiểu Lưu lo liệu. Chỉ có ba người, không nhiều. Ông chủ Hoàng, động nữ sĩ của cách lực và tô tổng của Cẩm Tú đầu tư vào châu Hải gần đây. Ba người này đâu phải thao thiết háo ăn. Quán ăn phải có hoàn cảnh tốt, hương vị ngon. Tiểu Lưu cảm thấy cái đầu vốn ít tóc của mình có nguy cơ bị hói hắn nghĩ tới nghĩ lui, một quán nhỏ gia đình hiện ra trong đầu hắn. Sau khi đến tận nơi khảo sát, hắn dặn đi dặn lại là sẽ bao trọn nhà hàng rồi mới đặt bàn. Sở dĩ Tô Bình Nam đồng ý hoàn toàn là bởi vì động nữ sĩ. Hạ quốc không có nhiều doanh nhân ưu tú, nữ nhân này tuyệt đối là một trong số đó. Hơn nữa, Tô Bình Nam rất tán thưởng một chuyện mà nữ nhân này đã làm ở thời không kia. Ngươi đánh nhân viên của ta, ta khiến ngươi phá sản hành động này rất hợp với tính cách của Tô Bình Nam. Hơn nữa, nam nhân khá bội phục nữ nhân có tin đồn những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ này. Một nữ nhân này thản nhiên nói câu nơi có giao dịch ắt có hữu bại, dựa vào sự cường thế và hung hãn đã đưa công ty điều hòa vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Đây không phải thành tựu mà người bình thường có thể đạt được. Mặc dù nữ nhân có không ít tiếng xấu, song Tô Bình Nam không để ý, bởi vì trong đời hắn chỉ có một điều vô cùng quan trọng. Làm việc chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Phận nữ tướng nam, hạt giữa bầy gà. Trong bữa tiệc hôm nọ, tập đoàn Cẩm Tú là nhân vật chính, đống nữ sĩ vẫn luôn cao ngạo sẽ không làm vai phụ, vì vậy hai người chỉ chào hỏi chứ không nói chuyện với nhau. Hôm nay quan sát ở khoảng cách gần, ấn tượng đầu tiên của Tô Bình Nam về đống nữ sĩ là ánh mắt nàng rất sắc bén khó được lọt vào mắt xanh của đổng tỷ ta rất vui tô bình nam chủ động hạ mình mỉm cười chìa tay đúng là tuổi trẻ tài cao cẩm tú đến châu thành làm cảng biển vận chuyển hàng hóa làm du lịch làm y dược ngoài ra còn tiếp nhận cục diện hỗn loạn của tư tổng rất mạnh tay nữ nhân có hàng mày kiếm tiêu chuẩn giọng điệu sen lẫn ý cười khen ngợi vẻ mặt có phần nghiêm nghị Hoàng Vân làm chủ trì cười ha ha mời hai người ngồi xuống, sau đó mới ra hiệu cho chủ quán bị thân phận của khách dọa ngay người mang trà lên. Hoàng Vân đã lăn lộn chốn quan trường bao năm, tất nhiên rất giỏi phá giải cục diện. Hắn ra hiệu cho thư ký tiểu lưu rót trà rồi nói, hai vị đều là người tài trong lĩnh vực của mình. Buổi tụ họp tối nay xem như là câu chuyện đẹp mai sau. Chỉ có ta là tầm thường. Chương 1130 có âm mưu. Tô Bình Nam mỉm cười nhận tách trà mà tiểu lưu cung kính pha cho, kẻ ẩn náu lâu ngày ắt bay cao, người mở đường trước tất thoát sớm. Ông chủ hoàng kim tốn rồi. Đổng nữ sĩ ở bên cạnh nói chuyện thẳng thắn hơn nhiều, trong một thành phố như Châu Thành xuất hiện hai công ty đa quốc gia vương tầm thế giới, dù tương lai ông chủ hoàng đi đến đâu cũng không thể xóa bỏ công tích. Đủ cuồng vọng, đủ tự tin trong hai doanh nghiệp đẳng cấp thế giới mà động nữ sĩ nhắc tới chắc chắn có cách lực do nàng cầm lái. Tuy nhiên, hiện tại cách lực mới lên sàn chứng khoán ở thành phố A, nữ nhân cũng mới lên nắm quyền không lâu, còn lâu mới là tập đoàn khổng lồ có thu nhập đạt trăm tỷ, chiếm một phần năm lượng tiêu thụ trên thế giới ở thời không kia. Hai ư Tô Bình Nam mỉm cười xen lời Từ tư liệu phòng thí nghiệm mà các ngươi cung cấp, ta vô cùng xem trọng y dược cẩm tú, lợi nhuận của loại thuốc vượt thời đại kia quả là khó lường đổng nữ sĩ vẫn bá đạo và thẳng thắn như mọi khi cuộc nói chuyện giữa ba người vẫn tiếp tục lời mở đầu bá đáo của đổng nữ sĩ khiến bầu không khí có phần kỳ lạ sau đó hai người cả tô bình nam và hoàng vân đều thả lỏng lời nói cũng trở nên sắc bén đổng nữ sĩ dù có thành công đến mấy cũng chỉ là nữ nhân đây là nguyên nhân mấy người bọn hắn thì không sao nhưng thư ký lưu đến để phụ trách bưng trà rót nước, không mang theo miệng chỉ mang theo tai thì lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang. Ra về thì không thỏa đáng, mà hắn cũng tiếc rẻ. Ở lại đây chắc chắn thu được lợi ích không nhỏ, đây là ý nghĩ chân thật nhất của hắn. Tính chất của bữa tiệc rất riêng tư. Trụ quá ba tuần, lời nói của Tô Bình Nam và động Nữ Sĩ trực tiếp tru tâm, không vì quan chức địa phương Hoàng Vân ở đây mà thu bớt thư ký lưu đáng thương lại bắt đầu thấp thỏm không yên hắn biết rõ địa vị của bốn người trên bàn đổng nữ sĩ ngang hàng hoàng vân bởi vì nàng là người cầm lái của tập đoàn cách lực xét về thân phận hành chính thì nàng không hề thấp hơn đối phương huống chi nữ nhân không hứng thú với chính trị cho lắm tô bình nam cũng thế thứ nhất với bản tính kiệt ngạo của hắn và địa vị hiện tại của tập đoàn cẩm tú hắn không cần kiên nể quan chức địa phương của châu thành khi tiền nhiều đến một mức độ nhất định có thể lấy được quyền lợi nhất định nhưng thư ký lưu lại khác hắn chỉ là một thư ký phụ trách sinh hoạt của hoàng vân ba sếp lớn nói chuyện khiến lưu đại tùng chuyên phục vụ kinh hồn bạc vía đầu tiên là một đoạn ý kiến của tô bình nam về việc xuất ngoại khi đổng nữ sĩ hỏi tô bình nam có phải trên danh nghĩa còn có một cơ sở đào tạo cao cấp của hạ quốc hay không tô bình nam gật đầu hiện tại phương đông mới cưỡi ngựa nhận đất khắp nơi, đối phương biết tin tức này chẳng có gì lạ. Ngươi coi trọng ai eo và tóc phù sao? Nhưng hiện tại người có thể xuất ngoại chỉ là số ít, đáng để mạnh tay như vậy sao? Đỗng nữ sĩ hỏi. Cháu của nàng đang học tại phương đông mới ở Thiên Thành, nàng đã xem kỹ ngôi trường kia, từ thiết kế phần cứng lẫn năng lực của giáo viên đều có thể nhìn ra cẩm tú đã bỏ vốn lớn. Ta chỉ là nắm giữ phần lớn cổ phần mà thôi. Tô Bình Nam không trả lời thẳng, nhưng lại nói một câu với vẻ mặt châm chọc khiến mọi người im lặng. Hiện nay thị trường vẫn là Lam Hải, chúng ta có lòng tin gây dựng được vị trí bá chủ. Ta dám chắc rằng không cần tới 10 năm, 75% con em của các đại gia và quý tộc có năng lực sẽ ra nước ngoài. Truyền thống của đất nước này là ba mẹ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái, mà bọn hắn cho rằng nền giáo dục nước ngoài rất tốt, đây là sự thật không thể tranh cãi tô bình nam gõ bàn ta có thể biến ước mơ của bọn hắn thành sự thật không phải chỉ có hạ quốc là xã hội nhân tình nam nhân nhìn hoàng vân lời nói ẩn ý bao gồm cả ông chủ hoàng ngươi nói xem có đúng không hoàng vân há hốc miệng không nói gì hắn không thể phản bác khi vừa mới biết tập đoàn cẩm tú có loại quan hệ này ý nghĩ đầu tiên của hắn là muốn cho con mình xuất ngoại đổng nữ sĩ nhìn nét mặt hoàng vân thức thời không đề cập đến đề tài này nữa. Nàng làm từ tầng chót đi lên, đương nhiên biết tính phức tạp của xã hội. Có nhiều thứ không thể tránh được. Trí ca nguyên lão của Hòa Ký mở to mắt, máu chảy từ ngực ra một mảng lớn, gương mặt tràn đầy tan thương xám ngắt như tro. Hắn mấp máy môi nhưng không thốt ra được một chữ. Ra ngoài lan lộn, cá lớn nuốt cá bé. Đừng trách ta. Danny cúi xuống, giọng điệu khinh thường, đã có người xuống dưới đó cùng ngươi. Ta tặng ngươi câu cuối cùng, đó là đừng ra vẽ tiền bối, không ai kính trọng côn đồ đâu. Đây là ý nghĩ chân thật của Danny. Hắn là tứ nhị lục mới của Hoa Ký. Lớn lên ở cảng thành coi tiền là nhất này, rõ ràng là hắn có chút kinh thường quy tắc nghĩa khí. Cho tới giờ hắn vẫn không hiểu tại sao những lão nhân kia có thể khoa tay múa chân với những nhân vật phong vân như là Đại Dê Ca và các con hổ Hoa Ký. Trí ca vẻ mặt tuyệt vọng, dùng miệng thở thay mũi. Hắn không hề oán hận hay sợ hãi thằng nhãi giết mình. Chắc chắn là phi cơ có âm mưu. Vì sao những tay đấm giỏi đồng ý bảo vệ hắn lại bỏ đi, hơn nửa thời gian là 10 phút trước khi Danny động thủ. Bí mật đằng sau chuyện này khiến một người nổi tiếng thông minh như Trí ca có dự cảm không lành. Phi cơ đang mượn đau giết người. Giả tâm của người trẻ tuổi kia thật đáng sợ, hắn đang lợi dụng sự điên cuồng của đại dê để trừ khử lão nhân hòa ký trí ca đã đoán đúng chân tướng nhưng không có cơ hội nói ra trong ánh mắt phức tạp của hắn danny dùng mã tấu cắt cổ hắn xong danny tiện tay ném mã tấu cho thuộc hạ dìm xuống biển đi lũ cớm không quản án mất tích ráo riết bằng án giết người huống chi chỉ là một lão già mà thôi không lâu sau tiệm đồng hồ cũ nát này được dọn rửa sạch sẽ không để lại một dấu vết nào. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1131. Xã hội nhân tình. Cụng ly. Đại Dê rót cho Trần Văn Hoa một ly rượu vang, nâng ly ra hiệu. Sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều. Danny tiến hành chuyện này vô cùng thuận lợi, rốt cuộc hắn cũng xả được cơn tức. Cụng ly. Trần Văn Hoa rất phối hợp, Đại Dê ca hiện tại chúng ta đã đi trên một con đường đúng đắn chúc mừng đại dê cười to ta lăn lộn ở thuyên loan lâu như vậy ta chống mắt lên xem không có đám già kia phi cơ chỉ dựa vào thế lực của hắn ở loan tử thì đấu với ta kiểu gì trần văn hoa hoa đi tới trước cửa sổ ra hiệu cho lão đại đi đến đại dê ca phong cảnh nhà ngươi không tệ nhưng tương lai có thể đổi một chỗ khác nam nhân cười nịnh nọt phải biết là hạng thất ca sống ở Vịnh Thanh Thủy đấy. Ánh mắt đại dê lộ vẻ khao khát. Hắn đi tới bên cạnh Trần Văn Hoa, đứng sóng vai với quân sư của mình, 14 tuổi ta làm ở bãi đậu xe, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bằng. Tiếng súng trầm đục kèm theo tiếng kính vỡ vang lên cùng lúc. Đại dê đang chìm trong mộng đẹp ngã ngửa ra đất. Một viên đạn không biết bắn từ đâu xuyên thủng huyệt thái dương của hắn. Cùng thời gian đó, khi Hoàng Vân mời rượu đã hỏi một câu, nghe cách nói năng của Tô Tổng không giống học sinh cấp 3, rất nhiều câu chuyện tối nghĩa cũng có thể hạ bút thành văn. Tô Bình Nam cũng ly với đối phương, mỉm cười khiêm tốn đáp, vì sợ người ta nói mình vô học, cho nên lúc rảnh rỗi ta thường đọc nhiều sách cổ mà thôi. Không dám nhận lời khen. Không biết Tô Tổng thích vị nào trong lịch sử. Thư ký lưu học trung văn, nghiên cứu văn học cổ đại rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội xen lời. Lập tức nịnh nọt hỏi. Chiến thắng của kẻ thiện chiến không có sai lầm. Tô Bình Nam nhìn về phía cảng thành, tức giọng âm u, bởi vì bất ngờ, không có nhiều người biết. Những lời này là cảm xúc chân thật của Tô Bình Nam. Không phải mọi cuộc chiến lợi ích đều dẫn tới dư luận xôn xao, ai ai cũng biết. Chuyện hòa ký càng bí mật càng tốt, Im hơi lặng tiếng lấy được quyền khống chế hòa ký mới phù hợp với lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú nhất. Mấy người không biết ý nghĩ của Tô Bình Nam nên không cảm thấy có gì bất ổn. Thư ký Lưu ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc, nét mặt cũng tự nhiên hơn nhiều, tuyển tập Tào Tháo phải không? Tên này không chỉ biết phục vụ người khác. Tô Bình Nam nhìn vị thư ký vẫn luôn cẩn thận này, lần đầu tiên mỉm cười với nhân vật thấp cổ bé họng này chính nụ cười ấy đã khiến thư ký lưu đột nhiên kích động có thể nói tào tháo là một kiêu hùng đổng nữ sĩ mỉm cười nịnh nọt tô bình nam một câu từ một số hành động thương nghiệp của tập đoàn cẩm tú tô tổng thích nhân vật này cũng không có gì lạ thương trường như chiến trường có đôi khi ta nghĩ chẳng bằng xuống biển còn có thể tha hồ vẫy vùng không cần bó tay bó chân như vậy rõ ràng là hoàng vân đã thả lỏng hơn nhiều lời nói cũng thoải mái hơn hai người này đều có thể trở thành trợ thủ của hắn, hắn biết lợi ích của Kim Nhường. Ông chủ hoàng nói đùa. Tô Bình Nam mỉm cười đáp lại một câu, hành động không lừa được người khác, ngươi không thể bước ra một bước này. Hoàng Vân cảm thấy hứng thú, ngươi nói ta nghe. Tô Bình Nam thấy Đổng nữ sĩ và thư ký lưu cũng có hứng thú. Ngẫm nghĩ dây lát rồi nói, không nói tới những cái khác, từ ba yêu cầu phát triển ngươi đưa ra cho tập đoàn cẩm tú có thể thấy trái tim ngươi đặt ở thành phố này hoàng vân sửng sốt tô bình nam quá tinh ý phải biết rằng ở niên đại đặt gdp lên đầu này chẳng cần nói cũng biết việc kêu gọi thương nhân thu hút đầu tư có tầm quan trọng như thế nào ý kiến dốc lòng dốc sức tạo ra lợi ích cho dân chứ không phải tạo ra số liệu đẹp mắt chính là bút tích của hắn ông chủ hoàng đổng nữ sĩ muốn thông qua ngươi làm trung gian tổ chức bữa tiệc này mà ta cũng muốn tham dự điều này chứng tỏ trong vũng nước châu thành ngươi đã đứng ở thế bất bại tô bình nam chỉ ra mục đích gặp mặt của ba bên hạ quốc là xã hội nhân tình bữa cơm là để làm quen địa điểm tốt nhất để làm quen cũng là sân khấu tốt nhất để kết bạn mọi người đều là lão giang hồ sau khi phán đoán tâm tính và tố chất của một người không cần phải che giấu nữa sự nghiệp càng lớn thì càng cần bạn bè trong các lĩnh vực ông chủ hoàng cũng cần đổng nữ sĩ nâng ly tỏ ý tán thành cách lực cần mở cục diện ở thiên nam chúng ta xem trọng một đối tác tên là quốc mỹ vì cho rằng mô hình của bọn hắn rất tốt hiện tại bọn hắn đã trở thành ông trùng thị trường điện gia dụng ở thịnh kinh và thiên tân tham khảo mô hình này và đạt thành hợp tác với bách hóa cẩm tú là mục đích chính của ta tối nay mô hình của quốc mỹ tô bình nam gật đầu tập đoàn cẩm tú từng có ý tưởng về mô hình này có điều sản nghiệp của ta quá lớn tạm thời không có nhân tài một mình đảm đương một phía chỉ đành thủ vững thiên nam và hải châu cách lực muốn vào sân ta giơ hai tay chào đón đổng nữ sĩ mỉm cười nói một câu ông chủ hoàng của quốc mỹ rất giỏi ánh mắt như lan như ưng tương lai ắt có một vị trí trong lịch sử thương nghiệp hạ quốc tô bình nam khẽ mỉm cười gật đầu hắn biết rõ quỷ tích của người này ở thời không kia thật lòng khen một câu người triều sáng cực kỳ lợi hại ba người trò chuyện rất vui vẻ bữa tiệc kéo dài ba tiếng đối với thân phận của ba người thì đây là điều hiếm có lúc tạm biệt tô bình nam tựa như đang đùa đưa cho lưu đại tùng vẫn luôn cẩn thận phục vụ một tấm danh thiếp tô tổng lưu đại tùng nhìn ông chủ hoàng đã lên xe có hơi sợ hãi tô bình nam mỉm cười không nói gì người này tiếp đãi rất tốt, là kẻ tinh ranh chứ không phải nhân kiệt. Tiếp người nghiêm túc làm việc như Hoàng Vân sẽ không cho hắn thứ hắn muốn, mà phòng quan hệ công chúng của Cẩm Tú lại cần một người như vậy. Tuy nhiên, Tô Bình Nam sẽ không nói ra. Chương 1132 Tô Văn Nguyệt Trời vừa hửng sáng. Trì Thúc đã ngồi lên vị trí mà thập nhị hợp đồ và đặng bá từng làm. Có điều khác với trước kia, các lão nhân có thể ngồi đây đã ít đi nhiều. Chiếc máy đĩa thang cũ kỹ được bật lên, cung khúc cổ xưa vang vọng trong quán trà im đầy dấu vết năm tháng. Đại dê chết rồi. Rất nhiều người đã chết. Khởi nguồn của tất cả là cây gậy khắc đầu rồng kia. Không ai biết cây gậy kia đang ở đâu, bao gồm cả tâm phúc của đại dê, phi cơ không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một kích trí mạng. Đại dê vừa chết, mấy người phụ trách các khu vực khác đều nghe phi cơ chỉ huy có thể nói là đại cục đã định nhưng cây gậy biến mất gây ra vấn đề nan giải cho các lão nhân trì thúc im lặng rất lâu các lão nhân bên dưới cũng im lặng đặng bá từng nói tất cả là vì băng đảng mãi lâu sau trì thúc mới lên tiếng có gậy hay không cứ chiếu theo mở hương đường cho phi cơ thượng vị đây là ý kiến của ta các lão nhân im như gỗ bên dưới lập tức đầy máu sống lại sống lại mồm năm miệng mười tiếp lời ta tán thành bây giờ một cây gậy bị lửa đốt bị mọc gặm không nói lên điều gì cả người đầu tiên giơ tay là thiết xà hắn từng nhận lợi ích từ đại dê ra sức ủng hộ đại dê nhất nhưng hắn lại là người đầu tiên phản bội thậm chí thiết xà giơ cả hai tay còn không biết tại sao trong tình huống đại cục đã định phi cơ lại lén cho hắn nhiều tiền như vậy có nhiều tiền như vậy thì hắn đã ủng hộ phi cơ từ lâu rồi đâu chết nhiều huynh đệ cũ như thế ta đồng ý ta cũng đồng ý trị thúc thông thả pha trà xong ra hiệu cho thuộc hạ phát cho mọi người sau đó cười híp mắt nói vậy thì cứ quyết định như thế quy tắc cũ mở hương đường đi phi cơ ngồi trong góc im lặng nãy giờ hắn đứng dậy lặng lặng uống hết tách trà rồi nói, chắc hẳn các vị đều biết ta vừa mở một công ty tài chính tứ hải ở Loan Tử. Nếu các thúc bá có hứng thú thì có thể tìm ta, ta tính cho các ngươi một phần. Các lão nhân càng thêm hài lòng, lập tức cảm thấy thiết xà nói đúng, có gậy hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Già dạ rồi, cái gì cũng cần tiền, chỉ có lấy được vàng rồng bạc trắng mới là chân thật. Đại dê chết rồi, nhưng người làm việc là Danny ta sẽ cho hắn đi theo lão đại của hắn, coi như có lời giải thích cho mọi người. Sau khi nói xong, phi cơ hờ hững nhìn các lão nhân đang thì thầm trao đổi làm sao để có thể gia nhập công ty tài chính, sau đó hắn mỉm cười đi ra ngoài. Phi cơ biết bắt đầu từ giờ khắc này, 38 vạn côn đồ hòa ký và các mối quan hệ trải rộng khắp cảng thành sẽ thuộc về cẩm tú. Danny liên lạc với đại phi trần, ngồi lên con tàu đi Hà Lan nhìn cảng victoria ngày càng xa vẻ mặt hung ác của hắn có phần mờ mịt hắn biết mình vĩnh viễn không trở về được nữa danny giỏi đánh đấm dám liều mạng hơn nữa lão đại cũng coi trọng hắn hắn không tài nào hiểu nổi tại sao đột nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy đại dê ca chết mình chắc chắn không sống nổi hắn thừa biết quy tắc của hòa ký sẽ không tha cho hắn vì vậy hắn lập tức chạy trốn thậm chí còn không dám thông báo cho mấy thuộc hạ hắn tin tưởng nhất phi cơ tiếp nhận thuyên loan với tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người trố mắt ngạc nhiên nếu nói trước kia không có nội ứng thì dù đánh chết hắn cũng không tin denica hút thuốc này thuộc hạ của đại phi trần cũng là a bưu phụ trách chuyến tàu này ngồi xuống cạnh hắn denny nhận lấy nhếch miệng coi như đáp lại ai mà chả biết denica của thuyên loan giỏi đánh nhau đủ hung ác đi đến đâu cũng có thể xuất đầu. Hiện giờ đám người ở phố người hoa tại Hà Lan đang đấu với người nước ngoài rất dữ dội, yên tâm đi. A Bưu đưa bật lửa đến trước mặt Danny, châm thuốc cho đối phương, đồng thời an ủi một câu. Cảm khoảnh khắc Danny cúi xuống, một sợi dây thép tròng vào cổ hắn rồi thình lình siết chặt. Nam nhân ra sức giải dụ, nhưng hai tay phía sau rắn như thép, vững vàng khiến người ta sợ hãi. Mấy phút sau, Sa Vũ buông tay để mặt thi thể của Danny ngã xuống bông tàu như bùn nhão. Abu và mấy thuyền viên thành thạo nhét Danny vào chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, sau đó cột vật nặng vào cổ chân, cuối cùng ném vào biển rộng mênh mông. Phi Cơ Ca cho các ngươi này. Sa Vũ ném cho Abu đang mỉm cười một cái ba lô, mang đi chia cho các huynh đệ. Số tiền này không liên quan đến Đại Phi Trần. Cảm ơn Sa Vũ Ca. Abu nhặt ba lô lên sau khi ước chừng khối lượng nụ cười càng thêm tươi rói trở về cần nửa giờ ngài có nghỉ ngơi một lát không sa vũ mỉm cười đừng quay về cảng thành đi châu thành dứt lời nam nhân sờ cây gậy khắc đầu rồng trong ba lô phi cơ cố ý không giao gậy long đầu ra đây là ý của tô bình nam nam nhân cho rằng thứ này tượng trưng cho quy củ của hòa ký mà cẩm tú không cần quy củ này vậy thì gậy long đầu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Gậy long đầu ở trong tay vợ đại dê, hơn nữa nữ nhân này tự tay giao cho phi cơ. Nữ nhân tên Văn Nguyệt này đi theo đại dê từ năm 16 tuổi, cũng từng phong vân một thời. Sau khi biết đại thế đã mất, nàng không nghĩ đến chuyện trả thù, mà rất thích thời tìm phi cơ. Ta giao gậy cho ngươi. Hai mắt Tô Văn Nguyệt đỏ hoe, rõ ràng là nàng đã khóc có điều nàng không hề sợ hãi mấy chục nam nhân cánh tay xăm trổ. Chị dâu có ý gì? Phi cơ ngồi ngay ngắn trên sofa trong phòng VIP quán bar, nói với vẻ mặt vô cảm. Đổi cho chồng ta ra đi vẽ vang. Còn nữa, ta và các con đã xin di dân, ta muốn tất cả đều thuận lợi, có được không? Được. Phi cơ nhận cây gậy được Tô Văn Nguyệt quý trọng đưa cho. Tiện tay ném sang một bên, ngươi là người thông minh, sẽ có một cái kết cục tốt. Cảm ơn. Nữ nhân dùng khăn tay lau vành mắt ửng đỏ, ta từng khuyên hắn, nhưng hắn không nghe. Chương 1133 Họ lương Phi cơ im lặng hồi lâu, tiễn khách giúp ta. Chị dâu à, chúng ta quen nhau một thời gian, hãy nhớ kỹ câu này, đừng bao giờ trở về. Được. Nữ nhân gật đầu rời đi. Quả nhiên Tô Văn Nguyệt tuân thủ lời hứa, từ đó về sau cả đời không trở về Cảng Thành. Hơn 20 năm sau, một bài viết được đăng trên Weibo của một tài khoản làm đẹp có hơn 70 vạn người hâm mộ gây nên tiếng vang không nhỏ. Cũng làm cho câu chuyện cũ ở Cảng Thành đã phủ bụi này được rất nhiều người say sưa nói tới. Thậm chí còn có người muốn làm phim, nhưng không biết tại sao lại không thành công. Sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa. Nội dung của blog như sau: Hôm nay mẹ ta qua đời nàng ra đi rất thanh thản không hề đau đớn nguyên nhân ta viết bài này chỉ có một ta muốn biết ba mình là ai năm ta ba tuổi mẹ con ta tới nhật bất lạc định cư từ khi có nhận thức ta chưa từng gặp ba mình mà mẹ ta cũng không tái giá nhưng hình như nhà ta chưa bao giờ thiếu tiền mẹ cũng chưa bao giờ quát mắng ta chỉ khi ta hỏi về ba là ngoại lệ vì vậy theo tuổi tác lớn dần từ ba này càng lúc càng mờ nhạt. Có đôi khi ta tình cờ hỏi đến, mẹ sẽ nổi trận lôi đình. Mãi cho đến khi hấp hối, nàng mới kể cho ta nghe một câu chuyện về ba mẹ ta. "Ngươi không phải họ Tô, đáng lẽ ra ngươi phải theo họ của ba ngươi, nhưng ta là bà mẹ đơn thân, cho ngươi lấy họ Tô thì tiện hơn." Mẹ không mở mắt ra được nữa, hít thở khó nhọc, giọng nói rất yếu ớt. "Ta không được học hành, 14 tuổi đi theo ba ngươi." lúc đó hắn vẫn là tiểu đệ trong xe, hắn đã gia nhập băng đảng để kiếm cơm. Giọng nói của mẹ càng lúc càng yếu. Mơ ước lớn nhất của hắn là cho ta một cuộc sống tốt đẹp, như vậy hắn chỉ có thể liều mạng. Vì vậy hắn đánh nhau liều mạng hơn bất cứ ai. Dần già bắt đầu có đàn em đi theo hắn, không chỉ một người. Hơn nữa, tiền hắn cho ta cũng dần nhiều hơn. Mẹ ta nói đến đây, trên mặt lộ vẻ đau đớn ta định đứng dậy đi gọi bác sĩ nhưng bị nàng ngăn cản để cho ta nói xong đã nếu không ta sẽ nuối tiếc giọng điệu của nàng rất kiên quyết lời kể vẫn tiếp tục hồi còn trẻ hắn thích mặc quần áo đắt tiền cho oai nhưng tối nào đi đánh nhau về quần áo cũng rách tả tơi không mua nổi nên chỉ đành vá lại trên gương mặt của nữ nhân hấp hối lộ vẻ hạnh phúc hiếm thấy ba ngươi nhìn ta và nói chờ khi nào hắn làm ban chủ tuyệt đối không để ta chịu khổ nữa, nhất định sẽ sai mười mấy người theo ta đi mua quần áo mỗi ngày. Nói xong hắn cười ngây ngô, mà ta cũng cười cùng hắn, rất vui vẻ. Nữ nhân ho sặc sụa. Sau đó nói tiếp, sau này hắn đã làm được. Hắn gây dựng được một khoảng trời ở Thuyên Loan, ngày càng có nhiều người gọi ta là Đại Tẩu, bao gồm cả người trẻ tuổi bảo ta rời khỏi cảng thành không được trở về nữa. Sau đó ba người nói với ta là hắn chưa thỏa mãn, hắn muốn làm ban chủ chân chính, xem như hoàn thành lời hứa với ta. Nhưng tiếc là ba người không biết rằng ta muốn hắn bình an chứ không phải gió tanh mưa máu. Băng đảng chính là giang hồ. Ta không thể diễn tả giang hồ là gì, nhưng thượng vị cần rất nhiều tiền. Hơn nữa còn cần rất nhiều mạng người lấp vào. Ta khuyên hắn đừng tranh nữa nhưng hắn không nghe. Hắn nói với ta là không tranh cũng bị ra rìa, sẽ dần dần bị người khác cắn nuốt, hắn không phục. Lần đầu tiên rất mạo hiểm, nhưng hắn đã thành công. Đó là năm ngươi ra đời. Ba ngươi rất vui vẻ. Hắn như mặt trời ban trưa, có tiền có nhân lực, mạnh chưa từng thấy. Thỉnh thoảng hắn cũng chơi bời bên ngoài, nhưng hắn vẫn giao toàn bộ tiền kiếm được cho ta giữ. Nữ nhân chậm rãi nói, hắn từng nói trên con đường giang hồ không mấy ai có thể đầu xuôi đuôi lọt đây là thứ hắn để lại cho chúng ta hai năm sau ba của ngươi nổi lòng tham lần đầu tiên ta ôm ngươi nổi nóng với hắn bởi vì ta biết những người trẻ tuổi bên dưới rất có giả tâm nhất là đối thủ sau cùng của ba ngươi hắn rất đáng sợ về sau ba của ngươi thua nhưng ta quyết định liều một phen bởi vì ta có thứ mà thanh niên kia muốn ta muốn dùng nó đổi lấy hoàn cảnh trưởng thành bình an cho ngươi cùng hành trình vinh quang cuối cùng của ba ngươi rất may người kia đã đồng ý nữ nhân nói đến đây sắc mặt lại càng đau đớn gần như thở phì phò mà nói về sau ta nghĩ thông suốt ta không oán hận hắn không có hắn thì cũng có người khác ra tay với ba của ngươi ít nhất hắn còn nể tình để lại tài phú cho chúng ta sống sung sướng cả đời ngươi nên đổi tên đi ngươi không phải họ tô ngươi họ nữ nhân còn chưa nói xong chữ cuối cùng đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ở cuối bài đăng trên blog này có một câu hỏi từ blogger. Ta không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về đoạn chuyện cũ này, chỉ là ta muốn biết ba của ta rốt cuộc là ai. Ta họ gì? 40 phút sau khi bài được đăng lên Weibo, bên dưới đã có một bình luận như thế này. Dựa trên khoảng thời gian trong bài viết của chủ thớt, có lẽ chủ thớt đang nói về việc tranh đoạt chức đầu lĩnh hòa ký năm 1997, hẳn là Đại Dê Ca, mà vừa lúc ta biết được tên thật của Đại Dê Ca. Hắn tên Lương Huy Thành. Nếu những gì chủ thất miêu tả là đúng, vậy thì ngươi hẳn là họ Lương. Chương 1134 Lưu Đại Tùng Thời gian quay trở lại hiện tại. Sa Vũ xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam đã là 10 giờ sáng hắn cung kính đưa gậy long đầu cho nam nhân xong, lập tức không người lui sang một bên. hiện tại, ánh mắt xa vũ nhìn lão đại tô bình nam của mình không che giấu được sự sùng bái lẫn thần phục. hắn đã từng xếp hạng một trong năm vị trí đầu của hải đông thanh, chỉ xếp dưới một mình để diệu dương. cũng bởi vì hắn thông thạo tiếng quảng đông, cho nên hai năm trước, trong một đêm mưa gió, hắn đã cùng với phi cơ trở thành một trong thập địa cảng thành. lúc đó, Sa Vũ hoàn toàn không dám tin Cẩm Tú có thể nuốt được Hòa Ký. Là Hòa Ký đó. Không phải hạng tép triêu nào đó. Mà là một trong năm bang phái có địa bàn và đàn em nhiều nhất cảng thành. Sa Vũ biết nội tình của Hòa Ký. Hải Đông Thanh đã như nước sông rút xuống, không còn phù hợp với thời đại này nữa. Nhưng đám người như Sa Vũ đều là dân liều mạng, chưa từng nghĩ đến cuộc sống an phận thủ thường hay kinh doanh cái gì đó nhìn thấy đám gia hỏa dịp kế hoang kiếm được rất nhiều tiền, nói không đỏ mắt là giả. Tối thiểu sa vũ đã động tâm tư. Nhưng cho dù đám người cường hãng như dịp kế hoang chẳng phải cũng bị những bang phái uy tín lâu năm như hòa ký ép đến gắt cao sao. Lợi nhuận vào sinh ra tử chẳng phải bị nhân vật thủ lĩnh phía trên ăn hết phân nữa hay sao. Một nhân vật cự phách như vậy chỉ dùng thời gian 2 năm, lợi dụng thân phận lưu manh cản thành của phi cơ mà im lặng nuốt chững hòa ký. Hơn nữa, Sa Vũ tin rằng nếu cho lão đại của hắn thêm 2 năm nữa, hòa ký nhất định sẽ thoát thai hoán cốt. Sở dĩ hắn có được tự tin như vậy là vì hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tô Bình Nam bố cục kín đáo đến đáng sợ, tiền bỏ ra như lá trải trên đường, khiến hắn nhìn mà than thở. Đủ chuyện rắc rối phức tạp khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt. Hắn sùng bái cường giả. Cũng nguyện ý thần phục cường giả. Tô Bình Nam cẩn thận nhận lấy gậy long đầu, cũng không chú ý đến ánh mắt chăm chú của Sa Vũ nhìn mình. Đây là lần thứ hai cây gậy này rơi vào tay Cẩm Tú, nhưng lần đầu tiên là Tiểu Trang giữ, lần thứ hai mới là Tô Bình Nam. Cây gậy này không khác gì Tiểu Trang đã miêu tả. Chiều dài ước chừng 30cm, đường kính 5cm, toàn thân là một thanh gỗ đặc có khắc hình đầu rồng. Chất liệu của cây gậy này là gì? Tô Bình Nam thưởng thức mấy lần, sau đó tùy ý ném cho Đỗ Thạch đang hiếu kỳ bên cạnh. Nghe đám lão gia hỏa kia nói là làm từ tử đàn, ta cũng không chắc lắm. Sa vũ cung kính đáp, thu lại tất cả bưu hãng ngày thường. Hãy làm thành một cái vòng tay đi. Tô Bình Nam mỉm cười, đưa ra quyết định sau cùng cho đồ vật thần thánh nhất của Hòa Ký. Tiếp theo, hắn quay sang nhìn sa vũ đang chờ đợi một bên, ngươi làm không tệ nghe nói ngươi đưa cây gậy đến là muốn gặp ta nói đi ngươi muốn gì có lẽ chỉ là ảo giác sa vũ nhìn nam nhân đang mỉm cười lại có cảm giác giống như đang tham kiến quân vương thời cổ đại hắn lập tức quỳ xuống hòa ký là của phi cơ ta cũng muốn đánh ra một lãnh thổ mới cho cẩm tú tất cả mọi người đều bị cái quỳ này của hắn làm cho khiếp sợ ngay cả tô bình nam cũng có chút ngạc nhiên Thư ký Lưu cầm danh thiếp của Tô Bình Nam ngẩn người cho đến trưa. Hắn nhìn danh thiếp. Danh thiếp này không giống của người khác, thậm chí còn không có chức danh, chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản. Tô Bình Nam. Bên dưới là số điện thoại di động. Hơn nữa, số điện thoại di động này cũng khác với số liên lạc chính thức do tập đoàn Cẩm Tú cung cấp. Hẳn là số điện thoại cá nhân lưu đại tùng không tài nào hiểu nổi vì sao một ông trùng kinh doanh lại đưa danh thiếp cá nhân cho một thư ký nho nhỏ như hắn mấy năm nắm giữ ấn soái kinh tế tài phú và năng lượng của một chủ tịch tập đoàn lớn như tô bình nam rất kinh người tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chẳng lẽ đối phương thưởng thức mình lưu đại tùng có chút không tin vào suy đoán này của mình khi hắn biết đoàn đàm phán của tập đoàn cẩm tú sẽ rời đi vào buổi chiều một giọng nói trong lòng mách bảo nếu để cơ hội này trôi qua về sau có lẽ sẽ không còn nữa đối với cuộc sống như bây giờ thật ra lưu đại tùng đã rất hài lòng có một ông chủ quyền cao chức trọng mặc dù hắn chỉ là thư ký nhưng có mấy ai không coi trọng hắn chứ hơn nữa hắn còn nhận được rất nhiều phúc lợi vô hình mặc dù ông chủ hoàng làm người liêm khiết nhưng không phải bất cận nhân tình một số chuyện lông gà vỏ tỏi phần lớn hắn đều không hỏi đến sau khi cân nhắc lưu đại tùng quyết định đi hỏi ông chủ của mình là hoàng vân muốn nghe xem rốt cuộc ông chủ của hắn định vị hắn như thế nào hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ nói không có suy nghĩ là giả thế là hắn mở cửa phòng làm việc của ông chủ đối với ông chủ hoàng lưu đại tùng vô cùng cảm kích gia thế của lưu đại tùng rất bình thường ba mẹ đều là công chức có thể giúp hắn tiến vào chính quyền đã hao phí tất cả tinh lực lẫn nhân mạch. Về phần đường đi tiếp theo như thế nào, hoàn toàn dựa vào chính hắn. Có thể lọt vào mắt ông chủ hoàng, Lưu Đại Tùng đã làm một chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ. Bóp kem đánh răng Đây cũng là nguyên nhân sau này hắn được người trong chính quyền gọi là kem đánh răng lưu. Tuy nhiên, khi địa vị ông chủ hoàng ngày càng tăng, càng lúc càng có ít người gọi hắn như vậy cười nghèo chứ không cười kỹ nữ. Câu nói này không bao giờ lỗi thời. Chương 1135. Định vị. Lưu Đại Tùng đi theo ông chủ hoàng có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Lúc đó, ông chủ hoàng còn chưa leo lên vị trí hiện tại, nhưng cũng là nhân vật đang nổi trong giới chính trị Châu Thành, tiền đồ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong một lần hắn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hắn mang theo một thư ký non nớt không ai thèm hỏi tới là Lưu Đại Tùng. Mấy chuyện tốt kiểu này giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cho Lưu Đại Tùng đang đau khổ chờ đợi cơ hội lập tức tràn đầy sức chiến đấu. Hắn biết mình không thể viết loại bản thảo phân tích những bất lợi hiện tại một cách sắc bén, cũng biết cách giải thích chính sách và tình hình chung của mình không đủ chính chắn. Nhưng Lưu Đại Tùng rất có thiên phú. Kỹ năng nịnh hót của hắn không chỉ giới hạn ở bề ngoài cũng không phải kiểu ngoài lạnh trong ấm mà đi thẳng vào trái tim, chạm đến nhu cầu sâu sắc nhất, tìm được thứ mà lãnh đạo cần nhất. Kiểu này thường gọi là hình thức thể hiện dựa theo nhu cầu. Nói một cách đơn giản, khi ông chủ hoàng cảm thấy khát nước, hắn lập tức phát hiện một tách trà xanh mà hắn thích nhất đã nằm trong tay. Nếu tâm trạng của hắn phiền muộn, hắn sẽ ngạc nhiên phát hiện bản nhạc yêu thích của mình đã vang vẳng bên tai. Điều này cũng chưa tính là điểm lợi hại nhất của Lưu Đại Tùng mỗi sáng sớm hắn sẽ giúp ông chủ hoàng bóp kem đánh răng chiều dài và trọng lượng giống hệt nhau chưa kể những chuyện khác ví dụ như ăn cơm cùng đồng nghiệp đối phương thích ăn gì thì ăn cái đó thích hút thuốc gì thì hút cái đó lưu đại tùng có thể nói là sắp xếp thỏa đáng thời gian không phụ người có tâm sau khi huấn luyện xong trở về hoàng vân đã mang theo lưu đại tùng bên cạnh mãi cho đến hôm nay tiểu lưu chuyện của chủ nhiệm la còn chưa xử lý xong. Còn nữa, buổi chiều còn có một đoàn tham quan học tập, ngươi phụ trách tiếp đãi đi. Hoàng Vân đang phê duyệt văn kiện ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Tùng bước vào, thuận miệng dặn dò vài câu. Nhưng khác với ngày thường, Lưu Đại Tùng cũng không lập tức rời đi, chỉ lo lắng đứng ngay cửa. Chuyện gì vậy? Hoàng Vân đặt văn kiện trong tay xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm thư ký của mình, có chuyện gì thì cứ nói đi dứt lời hoàng vân lại bổ sung một câu đừng nói đến chuyện chợ nông dân nữa ta đã tìm người nghe ngóng về em họ của ngươi hắn không thích hợp hoàng vân cho rằng lưu đại tùng không rời đi là vì chuyện công trình cung cấp rau xanh cho nhân dân mới được thực hiện gần đây chuyện này vốn là hắn phân công quản lý lưu đại tùng đã năn nỉ hắn cho em họ của mình được nhận thầu hắn đã điều tra người kia không đủ tư cách để tránh miệng lưỡi dư luận hắn chỉ có thể để vị thư ký của mình chịu thiệt mà thôi. Hoàng ca. Lần đầu tiên Lưu Đại Tùng sử dụng xưng hô cá nhân khi ở văn phòng, không phải chuyện này, là ta muốn hỏi, nghe nói lý hướng đông của huyện Lưu Ly sắp chuyển đi, không biết ta có cơ hội hay không. Trong khoảnh khắc lên tiếng, Lưu Đại Tùng đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn hỏi một chuyện mà mình vẫn luôn mơ ước. Chuyển xuống huyện thành làm chủ một phương. Thứ nhất, điều kiện chưa chín mùi. Còn nữa, ngươi cũng không thích hợp. Cho nên ta không nhắc tới ngươi với bí thư lâm. Theo ta nghĩ, ngươi nên ở lại học tập thêm vài năm nữa. Giọng điệu của Hoàng Vân rất nghiêm túc, phương hướng chung và năng lực thực thi của ngươi còn có chút khiếm khuyết. Muốn trưởng thành thì ngươi phải nỗ lực nhiều hơn. Hoàng Vân nói rất nhẹ nhàng nhưng đến tai Lưu Đại Tùng lại như sấm sét giữa trời quang không ai muốn cả đời đi theo làm tùy tùng cho người khác, nỗ lực thì phải có thu hoạch. Vốn dĩ hắn tiến vào cái vòng này, hắn rất có kiên nhẫn. Đáng tiếc, tấm danh thiếp của Tô Bình Nam đã đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn. Lãnh đạo, ta đã 38 tuổi rồi. Lưu đại tùng trời xuôi đất khiến nói ra suy nghĩ trong lòng, qua 40, đi xuống thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe xong, Hoàng Vân ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc, ta phụ trách quần chúng nhân dân, mà ngươi không phải chủ một phương. Mấy chuyện xuống huyện không cần nghĩ nữa. Nếu ngươi muốn ra ngoài, văn phòng tiếp tân và xúc tiến đầu tư ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Lưu Đại Tùng há to miệng, cuối cùng không nói ra lời. Thật ra trong lòng hắn chỉ muốn hỏi một câu, cái tên con ông cháu cha chỉ biết uống rượu đánh bạc có gì tốt hơn hắn chứ? Vì sao người ta có thể làm đến phong sinh thủy khởi như vậy? Cuối cùng lý trí đã chiến thắng xúc động. Im lặng mấy phút, Lưu Đại Tùng giúp Hoàng Vân pha một tách trà xanh với nhiệt độ vừa phải, sau đó cười xòa rồi rời đi. Về đến phòng của mình. Lần này Lưu Đại Tùng không do dự nữa, thống khoái bấm điện thoại gọi cho Tô Bình Nam. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Ông chủ Hoàng là người nghiêm túc và có trách nhiệm. Trong mắt hắn, ngươi chỉ là một người có thể xử lý rất tốt mọi việc tầm thường. Nhưng trong mắt ta, ngươi là một nhân tài. Bỏ qua mấy lời chào hỏi, một câu nói của Tô Bình Nam đã đã động được Lưu Đại Tùng. Ta rất hiểu ngươi. Tô Bình Nam vừa mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc khi Sa Vũ quỳ xuống, giọng điệu vô cùng trực tiếp, ngươi xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Còn ta thì đang tạo ra một vòng sinh thái chỉ thuộc về tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi có hứng thú đến giúp ta hay không? Hiện tại Tô Bình Nam làm việc càng lúc càng cẩn thận. Trước khi hắn đến Châu Thành, sao hắn lại không tìm hiểu những nhân vật mấu chốt tay nắm quyền lực chứ? Nhưng so với Hoàng Vân chính trực đến mức có chút cổ hủ, Tô Bình Nam có hứng thú hơn với Lưu Đại Tùng bất hiển sơn bất thủy lộ dưới trướng Hoàng Vân hơn. Hắn chưa bao giờ thấy một người có thể xử lý các chi tiết trong mối quan hệ giữa người với người một cách đẹp đẽ như vậy. Đối thủ của hắn không ít, nhưng trong bất cứ một cuộc nghênh đón nào đồng chí Lưu Đại Tùng đều khiến cho tất cả mọi người hài lòng ra về, không tìm ra được bất kỳ vấn đề nào. Điều này khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại đưa danh thiếp cá nhân của mình cho đối phương. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1136 Sấm dậy đất bằng Tô Tổng, ta ăn cơm nhà nước, muốn buông bỏ cũng khó. Có thể cho ta một khoảng thời gian để cân nhắc hay không? sao lưu đại tùng lại không biết gì về tập đoàn cẩm tú kia chứ mặc dù chỉ là một góc băng sơn nhưng tài lực mà nó thể hiện ra đủ khiến hắn động tâm đối phương có lẽ không cho hắn quyền lợi nhưng nhất định sẽ không để hắn thất vọng về phương diện tài phú có người là sói nhưng hắn lại tự cho mình là một con chó sau đó giúp người ta trong nhà cho miếng thịt thì tưởng rằng chủ nhân ban ân còn vẫy đuôi nữa chứ thời gian làm chó quá dài Quên mất mình là một con sói. Tô Bình Nam không tiếp tục che giấu sự kiêu ngạo của mình, mời ngươi là suy nghĩ của ta, nhưng ngươi không phải là nhân tài mà ta nhất định phải có. Ta sẽ rời khỏi Châu Thành lúc 2 giờ 15 phút, quyết định như thế nào là ở ngươi. Không có điều kiện được đưa ra, cũng không có lời hứa hẹn nào khác. Tô Bình Nam nói cho hắn biết thời gian rời đi xong, lại nói với Lưu Đại Tùng thêm một câu ta sẽ cho ngươi một sân khấu lớn hơn hiện tại rồi cúp máy. Một điều rất lạ là Lưu Đại Tùng dính chiêu này Hắn không cho rằng Tô Bình Nam sẽ chèn ép hắn Ngược lại hắn càng quyết tâm rời khỏi ông chủ hoàng vốn đối xử với hắn không tệ Cúp điện thoại, Tô Bình Nam quay sang nhìn Sa Vũ Trong số mấy lão hổ của Hoa Ký, tối thiểu sẽ có hai người không lưu lại Bây giờ ngươi đã có tư lịch, không thích làm đã tử nữa sao Sa Hoa trụy lạc, mang theo tiểu đệ cũng rất oai phong mà khi nói những lời này tô bình nam mỉm cười không thích sa vũ lắc đầu sống như vậy cũng thú vị nhưng mấy thứ đó không thích hợp với ta tô bình nam nhớ lại thông tin về người này là một trong những nhân vật bưu hãn nhất của hải đông thanh làm việc tâm ngoan thủ lạc là dân liều mạng quyết tâm tìm kiếm kích thích năm đó hắn và để diệu dương đấu rất lợi hại từ những lần làm việc của người này có thể thấy hắn là một người rất sát phạt và quả quyết đích thật là một nhân tài hiện tại để diệu dương đang phụ trách một phần ngành công nghiệp cờ bạc của tập đoàn cẩm tú xem ra ảnh hưởng đối với sa vũ rất lớn cho nên hắn có chút không kìm nén được tô bình nam cũng không lập tức đưa ra câu trả lời mục tiêu của tập đoàn cẩm tú trong năm nay chính là thịnh yến khủng hoảng tài chính đã bắt đầu có chút dấu vết để lại phần còn lại chỉ là hoàn thiện bố cục của những năm trước vì thế yêu cầu của sa vũ hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của tập đoàn cẩm tú tất nhiên mức độ ủng hộ sẽ không quá lớn ngươi có suy nghĩ gì tô bình nam ném qua một điếu xì gà ngươi có thể tìm đến ta nhất định đã có mục tiêu của mình đảo mỹ lệ sắc mặt sa vũ có chút hưng phấn ta nhờ cơ duyên xảo hợp mà quen biết chu triều tiên của tam liên xã hắn không chỉ một lần muốn ta sang giúp hắn. Chu Triều Tiên. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn không quen thuộc với tình huống bên đó, rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Đó có phải là vô trò chơi điện tử Chu Triều Tiên ở đảo Mỹ Lệ hay không? Hắn muốn ngươi đến đó làm gì? Nam nhân nghi hoặc hỏi. Tô Bình Nam cũng biết một chút tình huống về người này. Đối phương có kinh doanh vãng lai với tập đoàn Kim Môn cả hai đều tham gia vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử hai bên đã thực hiện một số giao dịch trên một số mẫu điện tử hắn và đinh tông thụ của tam liên xã đang cạnh tranh với nhau để được đề cử làm ủy viên hội đồng lập pháp đang thiếu nhân thủ sa vũ đương nhiên sẽ không giấu giếm giải thích rất rõ ràng hắn đồng ý sẽ cho ta sấm dậy đất bằng phạm vi ảnh hưởng của cẩm tú vẫn còn trống chỗ ta đồng ý giúp lão đại ngươi nở mày nở mặt Ngươi không phải dân bản địa đảo Mỹ Lệ, đi thì cũng rất khó ra mặt. Suy nghĩ mấy phút, Tô Bình Nam nhả ra một ngụm khói màu xanh nhạt. Muốn người của Cẩm Tú đi làm đã tử cho hắn. Chu Triều Tiên hắn còn chưa đủ tư cách. Sa Vũ đã hạ quyết tâm. Lời nói kế tiếp của hắn khiến Tô Bình Nam động tâm. Chu Triều Tiên xuất thân phía nam, căn cơ của hắn ở bến tàu Cao Hùng rất sâu. Lão đại Trung tiểu thư có thể giúp ngươi lấy đồn môn, ta cũng có thể giúp ngươi lấy Cản cao hùng. Sắc mặt Sa Vũ vô cùng nghiêm túc. A à, Vũ Tô Bình Nam vỗ vai Sa Vũ, giọng điệu có chút ý vị thâm trường, ngươi còn động não hơn Diệu Dương. Nhưng vì sao khi còn ở Hải Đông Thanh, hắn lại có thể vững vàng ép ngươi một đầu. Vấn đề này khiến Sa Vũ cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn ra được ánh mắt của lão đại rất nghiêm túc vì thế hắn suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời việc kinh doanh của hải đông thanh đi thẳng về thẳng càng coi trọng vũ lực ta đánh không lại hắn ngươi quá kiêu ngạo quan hệ lại không được gần gũi với người bên dưới tô bình nam lắc đầu chỉ ra nguyên nhân chân chính nhưng tật xấu này lại là ưu điểm ở đảo mỹ lệ những người cầm quyền bên kia chỉ biết cường điệu những thứ chỉ đẹp mà không có thực tô bình nam nói tiếp tâm tư khuếch trương của cẩm tú trong năm nay không nhiều nhiều hơn chính là giữ gìn cái đã có. Cho nên, mức độ ủng hộ ngươi sẽ không quá lớn. Mặc dù có Chu Triều Tiên chiếu cố ngươi, ngươi đi mở ra cục diện cũng không khó, nhưng muốn lấy được quyền nói chuyện, nhất định sẽ không dễ dàng. Lời nói của lão đại Tô Bình Nam làm cho Sa Vũ ủ rũ cúi đầu. Hắn giỏi đánh đấm, lại đủ hung ác, đầu óc khá tốt. Nhưng bây giờ hắn đã biết một người muốn thượng vị sẽ không dễ dàng đã quen với việc Tô Bình Nam vạch ra chiến lược, Sa Vũ biết nếu không có tập đoàn ở sau ủng hộ, hắn có đến đảo Mỹ Lệ cũng chỉ từ một hồng côn của Hoa Ký biến thành người phụ trách nho nhỏ của Tam Liên Xã mà thôi, bản chất cũng chẳng có gì khác nhau. Hiện tại, Sa Vũ rất trung thành với Tô Bình Nam. Trong lúc hắn đang nản lòng thoái chí, lời nói của Tô Bình Nam đã xoay chuyển mọi thứ. Nam nhân chí ở bốn phương, đi làm đi. Chương 1137 gặp Lương Văn xương. Lão đại, ngươi đồng ý. Sa Vũ nhìn lão đại, giọng điệu không che giấu được ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tay trái của Tô Bình Nam vẫn không rời khỏi bả vai của Sa Vũ, cẩm tú muốn cuộc khởi không thể mất đi nhuệ khí, cần một thế hệ cường hãn nỗ lực vì nó. Nụ cười của nam nhân trở nên rất kiêu ngạo, có cẩm tú và 300.000 lưu manh sau lưng, chỉ lấy bến cảng không thì không được phóng khoáng cho lắm. Tô Bình Nam quay người đến trước cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú dòng xe cộ qua lại như nước bên dưới. Đường là do ngươi chọn, đừng để ta thất vọng. Cùng một thời gian, cản thành. Văn phòng của sếp lương. Nhìn vào bản báo cáo kết thúc vụ án được ký bởi ông chủ của mình, lão quỷ Jimmy, nam nhân hút hết điếu thuốc lá không chút do dự viết xuống tên của mình. Máy bay sắp đưa đám quỷ Tây Dương rời đi, Khoảng cách đến ngày 1 tháng 7 cảng thành về hạ quốc ngày càng gần, đám người này kiếm tiền đã đến cảnh giới điên cuồng. Tuy nhiên, nói thật là đối với cái chết của đại dê, Lương Văn Sương không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là phát sinh chuyện sống mái với nhau như hai năm về trước. Về phần trượt chân té lầu được ghi trong báo cáo. Xếp lương cười lạnh. Phần báo cáo này ngay cả quỷ cũng không gạt được, huống chi là hắn một tên lưu manh chết như thế nào chết đối với sếp lương chỉ là râu riêng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là làm cho tình hình hỗn loạn của cuộc tuyển cử hai năm một lần của hoa ký trôi qua nhanh chóng tay súng làm việc kia nhất định đã cao chạy xa bay nói không chừng bây giờ hắn đang ở khu đèn đỏ amsterdam biết tìm đâu ra nếu đuổi theo không bỏ thì sao lương văn xương cảm thấy được không bù nổi mất thứ nhất độ khó quá lớn thứ hai đám quỷ tây dương thèm tiền đến phát điên một khi thời khắc cuối cùng đến đám người kia bất mãn với hắn chưa chắc hắn có thể yên ổn ở vị trí hiện tại có đôi khi con người cảm thấy bất lực và hắn cũng không ngoại lệ ký xong ném báo cáo cho cấp dưới lưu lại nam nhân bấm điện thoại tất cả đều kết thúc ta cũng muốn nói một tiếng chúc mừng không biết phi cơ có muốn ra ngoài uống một ly hay không Giọng điệu Lương Văn xương vô cùng bình tĩnh, nghe không ra vui buồn. Được. Phi cơ đồng ý rất thoải mái, ngươi là quan, ta là tặc. Sếp Lương ngươi đã không sợ, đương nhiên ta vui lòng phụng bồi rồi. Địa điểm gặp mặt khiến cho Sếp Lương khó chịu như nuốt phải rồi. Không biết vô tâm hay là cố ý, phi cơ lựa chọn sân thượng cao ốc Hối Thông, cũng chính là nơi gặp mặt lần cuối của Sếp Lương và Hôi Tử. Gió trên sân thượng rất lớn, một cái bàn nhỏ bình thường, phi cơ cùng với sếp lương và một nữ nhân xa lạ ngồi ở đó với một chai Roman Conti đắt tiền trên bàn. Vị này là ai? Lương Văn Sương có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn không chút thách sáo đặt mông ngồi xuống. Nhìn nhãn hiệu trên chai rượu, giọng điệu của hắn có chút dễu cực. Rượu của đại gia bạc tỷ. Nơi này không phải là không có người, ta thật sự không dám uống. Xem ra gần đây phi cơ ca kiếm được không ít tiền. Phi cơ biết tính khí của nam nhân này, hắn cũng không tức giận. Đầu tiên, hắn rót cho sếp lương một ly rượu đầy, sau đó mới chỉ vào Rebecca ngồi bên cạnh, giới thiệu, không phải ngươi vẫn luôn điều tra bối cảnh của ta hay sao? Hôm nay ta xin trịnh trọng giới thiệu. Đây là bạn tốt của ta, Trung Tiên Sinh, nhị tiểu thư trung gia ở Đồn Môn. Bây giờ nàng đang là một trong những nghị viên của Đồn Môn. Rebecca mặc một chiếc váy dài nâng ly, xem như lời chào cơ thể lương văn xương lập tức dựng thẳng hắn theo dõi phi cơ không phải ngày một ngày hai từ phong cách làm việc đến kết quả của các loại sự việc xem ra người này rất trầm ổn biết động não không giống đám lưu manh khác ngược lại còn có chút cảm giác quỷ quyệt nhưng vì sao hôm nay hắn lại phơi bày thứ mà hắn luôn giấu kín điều này khiến cho bản năng cảnh giác của lương văn xương cảm thấy không thích hợp chung tiểu thư thật lợi hại Lương Văn Sương đè xuống nội tâm bất an, nâng ly nói một câu lấy lòng Rebecca, sau đó giọng điệu trở nên châm chọc, đi vệ sinh thôi mà, không nhất định phải mua luôn nhà vệ sinh. Hắn ví hòa ký như một cái nhà vệ sinh, còn vị trung tiên sinh kia chính là bồn cầu. Rebecca cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nhấp một ngụm rượu, không nói câu nào. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phi cơ chen vào, ngươi nhất định không phải đến chúc mừng ta lấy được vị trí đầu lĩnh chúng ta cũng chẳng phải bạn ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi ta đã ký tên vào báo cáo của đại dê ta chỉ có một mục đích ngươi nói với đàn em của mình đừng gây chuyện nghe nói ngươi cùng với đám người minh vương hùng vốn thành lập một công ty liên doanh đang có chút mâu thuẫn với tư đồ ngọc liên và hồ tu dũng ta cảnh cáo các ngươi đừng có làm loạn lương văn sương nghiêm túc nói nếu không ta sẽ rút báo cáo về xin điều tra lần nữa tùy ngươi muốn làm như thế nào thì làm phi cơ buông tay kiếm tiền thôi mà ta cũng không chủ động gây chuyện bọn họ muốn gây chuyện ta chỉ có thể phụng bồi ngươi xử lý đại dê để thượng vị vẫn luôn xuôi gió xuôi nước ta cũng không nhúng tay thậm chí còn ngầm đồng ý nhưng ngươi hãy nhớ kỹ có nhiều thứ vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng đừng cho rằng ta không có cách bắt ngươi lương văn sương hoàn toàn giống như trước đây mềm không được cứng cũng không xong được rồi ta xin nói vài lời rebecca ra hiệu cho phi cơ ngồi xuống mỉm cười nói hôm nay ta đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện làm ăn với sếp lương lương văn sương không nói nhưng nhìn thái độ của rebecca đối với phi cơ trong lòng hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn hắn đang cố ý chọc giận phi cơ chính là muốn nhìn xem rebecca sẽ làm như thế nào kết quả khiến cho hắn chấn kinh. Lực khống chế của vị trung tiên sinh này đối với phi cơ rất mạnh. Chương 1138. Chính nghĩa. Sau ngày 1 tháng 7, quỹ Tây Dương sẽ rời đi, chính phủ mới sẽ được thành lập và hệ thống cảnh sát sẽ được cải tổ hoàn toàn. Khi đó, một bộ trưởng tư pháp mới, giám đốc sở cảnh sát sẽ được lựa chọn. Ngươi, Thái Nguyên Kỳ Lê Vĩnh Liêm và Lưu Kiệt Huy đều là ứng cử viên. Câu nói này khiến Lương Văn Sương ngây ra. Tin tức của ta linh thông hơn ngươi, mặc dù ngươi mới là chính chủ. Rebecca cười rất ưu nhã, từ phương diện tư chất, sếp lương ngươi không thua kém bất cứ người nào, hơn nữa còn có rất nhiều cống hiến. Nếu ngươi đồng ý hợp tác, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết mấy vụ án lớn. Thông qua các công ty nước ngoài, Chúng ta sẽ cho phép vợ và hai con trai của ngươi ở Thụy Sĩ sống một cuộc sống mà cho dù bọn hắn làm việc rất chăm chỉ vẫn không có được. Rebecca nhìn chầm chầm lương văn xương, chúng ta xử lý số tiền đó rất sạch sẽ, không để cho ICAC chú ý. Ta biết phân lượng của phi cơ không đủ, đó chính là lý do vì sao ta lại xuất hiện ở đây. Nữ nhân duyên gián đốt một điếu thuốc lá nữ, ngươi biết rõ phía sau hạng thất là ai. Cũng không cần giả vờ câm biết về mối quan hệ giữa Bản Thúc và Trần Bính Đường của Nguyên Lãng. Cho nên ta cũng không sợ ngươi biết. Lương Văn Sương nheo mắt lại, các ngươi. Sức quan sát của nam nhân đủ nhạy cảm, xem ra Trung Tiên Sinh không phải chỉ có một mình. Ngươi có thể nói cho ta biết là ai được không? Mọi người nên thành thật với nhau. Cần gì chứ? Ta đến đây đàm phán với ngươi cũng đã đủ thành ý rồi ngươi cần chi biết người đằng sau là ai? Đây là thành phố do tư bản quản lý, chính nghĩa ư. Mấy thứ đó chẳng khác nào trẻ con. Rebecca từ chối lời đề nghị của đối phương. 17 tuổi ta đã ra ngoài làm việc. Lúc đó cửu long thành trại gì cũng đã có. Bốn thám tử lớn đều thu tiền bẩn nhưng ta thì không. Trước đó, Lương Văn Sương nằm mơ cũng không nghĩ đến hôm nay hắn lại nói lên lý tưởng của mình, ta luôn ghi nhớ lời thề mà ta đã đọc vào ngày đầu tiên. Có một số tội ác không nên tồn tại trên thế giới này. Bốp bốp. Rebecca vỗ tay, giao thông, vận tải, tài chính, thậm chí cả điện nước mà chúng ta dùng ở cảng thành đều nằm trong tay một số người. Có bao nhiêu người sinh ra trong khu ổ chuột có cơ hội học đại học chứ? Bọn hắn cũng muốn sống cuộc sống của chính bọn hắn, mà không phải là những con heo chỉ biết cung cấp chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ tất cả mọi người an phận thủ thường, thành thật làm công trong nhà máy là chính nghĩa mà ngươi nói? Rebecca cười lạnh, Hoa ký có hơn 300.000 lưu manh. Có mấy ai thật lòng gia nhập bang phái chứ? Lời nói của nữ nhân như đâm vào tim, Hoa ký thay đầu lĩnh 2 năm một lần, các ngươi còn gấp hơn bất kỳ một bang phái nào. Nói cho cùng không phải vì căn cơ của các ngươi ở xã hội thượng lưu quá kém sao? Lương Văn Sương im lặng. Vi cơ cười lạnh, xếp lương, hôm nay bản thúc đưa sáu thiếu nữ vị thành niên đến nguyên lãng, ngươi muốn chứng cứ đều có. Vậy ngươi hãy chứng minh sự chính trực mà ngươi có cho ta thấy đi. Nam nhân cười lạnh nói tiếp, mấy ngày trước, nữ nhân xinh đẹp nhất cảng thành đã đến biệt thự của Lý Siêu Nhân. Bây giờ ta đã có được chứng cứ của người hầu lúc đó. Ngươi có muốn phát huy chính nghĩa của ngươi hay không? Tráng lương văn xương toát ra mồ hôi lạnh. Thật ra trước khi đến gặp ngươi, ta cũng không đồng ý gặp mặt cho lắm. Từ tác phong làm việc nhất quán của ngươi, ta cho rằng ngươi sẽ không bị lôi kéo. Rebecca biết thân thế của Phi Cơ, lập tức khoát tay ngăn lại, không cho hắn nói thêm câu nào, chen vào nói với Lương Văn Sương, nhưng có người nói với ta một câu và nó đã thay đổi suy nghĩ của ta. Câu gì? Lương Văn Sương biết những lời Phi Cơ nói vừa nãy không phải nhằm vào hắn điều này khiến cho cõi lòng hắn như tê dại người muốn biết rebecca nhìn lương văn xương nhấn mạnh từng câu từng chữ chớ cực thiên ý chớ đoán tâm người nữ nhân nâng ly một người khó nhìn rõ nhất chính mình ta cho ngươi địa vị cùng tài phú nhưng ta chỉ cần một người trợ giúp hoa ký giữ vững chỗ đứng không có gì quá đáng cả câu kết của rebecca rất có sức nặng một hoa ký ổn định sẽ tốt cho tất cả mọi người trong thành phố này ba người đều im lặng. Lương Văn Sương thưởng thức loại rượu vang mà cả đời hắn có lẽ chỉ uống một lần. Không thể không nói, giá cả đắt đỏ của loại rượu này khiến cho hắn phải liếu lưỡi, nhưng xác thực mùi vị rất ngon. Mùi thơm nồng đậm, độ axit và khoáng chất tuyệt vời, uống vào có cảm giác mềm như lụa. Bản thúc đưa mấy nữ hài đến nguyên lãng. Lương Văn Sương vừa hỏi xong, thái độ của hai người còn lại lập tức khác nhau. Phi cơ cười lạnh, còn có chút kích động, nhưng Rebecca thì lại thất vọng. Có lẽ phi cơ vẫn chỉ là một đã tử trong lòng đầy nhiệt huyết, không hiểu rõ chuyện này đại diện cho cái gì, nhưng Rebecca sành sỏi lập tức hiểu được đối phương đã đưa ra lựa chọn của mình. Theo tin tức mà ta nhận được là 5 người, học sinh trung học, nhưng cũng có khả năng là 7 người. Còn địa điểm chính là căn biệt thự của Trần Bính Đường không ai không biết. Phi cơ nhìn Lương Văn Sương, trả lời rất kỹ càng, Lớn nhất là 16 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi Khẩu vị của vị đại nhân vật ở nguyên lãng này rất nặng Vụ án sát chết trôi sông 3 tháng trước còn chưa phá được Tin tức mà ta biết không phải Trần Bính Đường làm Mà là một nhân vật quan trọng trong hội bọn hắn, Lục Chí Cường Tên gia hỏa thiếu chút nữa lên làm Thái Bình thân sĩ à Tối nay hắn cũng có mặt sao Lương văn xương nhấp một ngụm rượu, sắc mặt âm trầm Có chứ ông chủ trần quen thói ngang ngược, càng rỡ. Chỉ cần các ngươi đến bắt, nhất định sẽ có cơ hội. Có lẽ hôm nay sẽ có một sinh mệnh hoặc bác bị đùa chết, ngươi nói có đúng không? Chương 1139 Sai phương hướng Phi cơ nhìn Lương Văn xương đang do dự, bỗng nhiên mỉm cười, thiếu chút nữa quên mất, xếp lương thuộc đội phòng chống tội phạm, không quản những chuyện này. Bất luận ta thuộc bộ môn nào, đầu tiên ta là một cảnh sát. Lương Văn Sương nghiêm túc trả lời, sau đó bấm điện thoại trước mặt hai người. Ta muốn tìm Hoàng Khải Pháp của tổ hành động. Ta là ai? Nói cho Hoàng Khải Pháp biết, ta là Lương Văn Sương của đội phòng chống tội phạm. Giọng điệu nam nhân hơi lạnh lùng. Ta nhận được tin báo có một cuộc tụ tập bất hợp pháp tại biệt thự số 635. Khu A phía Tây Nguyên Lãng, có khả năng cao là sẽ có các nữ hài bị lạm dụng tình dục tin tức tuyệt đối đáng tin. Nếu nhân thủ của các ngươi không đủ, ta có thể điều động anh em ở nguyên lãng trợ giúp. Được rồi, ta chờ tin tức của các ngươi. Lương Văn Sương cúp điện thoại đứng dậy, đưa tay chỉ vào phi cơ, ta tìm ngươi chỉ để nói hai chuyện. Ngươi thượng vị, nhưng hoạt động thanh trừng không được quá đáng. Có một số chuyện tuyệt đối đừng để bị nắm thóp. Ta không muốn bắt ngươi, mắt công hòa ký lại nổi phong vân nam nhân cứ thế trực tiếp rời đi. Rebecca cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ nhìn theo bóng lưng đối phương, cảm thán một câu, có bản lĩnh, có kiên trì, đó chính là một cảnh sát tốt. Phi cơ cười lạnh, hắn có tốt hay không, ta không quan tâm. Ta biết hắn không hợp tác thì chính là địch. Đáng tiếc ta lại cho rằng hắn sẽ đồng ý, hơn nữa ta cũng không cho rằng hắn có thể rung chuyển được Trần Bính Đường dù cho ta đã cung cấp tin tức cho hắn trần bính đường chính là thần hào bản địa đại diện cho nguyên lãng không nên đánh giá thấp vốn liếng của trần gia ở thành phố này động vào trần bính đường chẳng khác nào đối địch với tư bản ta cũng muốn xem xem cuối cùng hắn sẽ kết thúc như thế nào rebecca nói tiếp trước tiên đừng động đến hắn quan trọng là trần bính đường sẽ không hạ thủ lưu tình hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết hết phiền phức nhân tuyển cho bước kế tiếp của chúng ta là ai Phi cơ dò hỏi, nói hợp tác với hắn là ý kiến của ta. Xem ra ta đã suy nghĩ dễ dàng quá rồi. Rebecca uống hết ly rượu trong tay. Nhìn Phi cơ, giọng điệu nghiêm túc. Ngươi không cần biết quá nhiều. Có thể gặp mặt Lương Văn Sương là vì ngươi và đối phương đã từng hợp tác, chứ không phải bởi vì ngươi có tư cách. Hàng ý dâng lên trong lòng phi cơ. Hắn hiểu được suy củ sâm nghiêm của Cẩm Tú. Rebecca nói câu này chính là muốn cảnh cáo hắn. Ta chỉ muốn kéo gần khoảng cách với tứ tiểu thư mà thôi. Phi cơ biết mình đã phạm vào điều kiên kỵ, nhất định phải đưa ra lời giải thích. Hắn lập tức nói ra lý do của mình, sau đó mặt không đổi sắc không người lên tiếng, ta hiểu rồi. Ta sẽ dẫn người đi trước. Có cần làm gì thì cứ gọi điện thoại cho ta. Rebecca khoát tay, tỏ ý đối phương cứ đi, sau đó một mình đứng trên sân thượng, Im lặng nhìn cảnh đêm xinh đẹp của cảng Victoria. Nàng không lo lắng phi cơ sẽ xảy ra vấn đề. Thanh niên này thật sự có tài. Hơn nữa trong việc cẩm tú có thể thâm nhập sâu vào hòa ký phi cơ đã phối hợp rất tốt. Phía Lương Văn Sương đã thất bại. Muốn đề cử nhân tuyển của mình với lão đại nhất định phải càng thêm cẩn thận. 10 phút sau, Rebecca gọi điện thoại cho tô Bình Nam. Lôi kéo Lương Văn Sương thất bại đối phương mềm không được cứng cũng không xong. Ta đề nghị lựa chọn Lý Văn Bân. Hắn xuất thân từ quân nhân, từng bước đi đến vị trí hiện tại, uy vọng rất cao. Không ngoài dự liệu của ta, hơn nửa phương hướng của ngươi sai, ngươi quá nóng vội rồi. Tô Bình Nam ngồi ở khoang hạng nhất hạ thấp giọng, làm chuyện gì cũng không phải chỉ nhìn chầm chầm một người. Ý của ngươi là... Giọng điệu của Rebecca trở nên cung kính. Cô Bình Nam chính là thần chỉ trong lòng, trong mắt nữ nhân. Cho dù hắn không có bên cạnh, nàng vẫn không người như cũ. Chúng ta nhất định phải khống chế thành phố này trong tương lai. Cô Bình Nam đưa ra đáp án của mình, ngươi phải nhớ kỹ súng bắn phải luôn luôn nhắm vào con chim đầu đàn. Không biết có bao nhiêu cặp mắt sẽ nhìn chầm chầm vào ứng cử viên đầu tiên cho sở cảnh sát của chính quyền cảng thành. Nếu chúng ta nhúng tay vào, ngược lại sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nam nhân cảm thán, "Cẩm Tú chung quy quá yếu, mưa to gió lớn sẽ lật thuyền." Rất nhiều chuyện không thể vội vàng được. Nhìn tiếp Viên ra hiệu cúp điện thoại, Tô Bình Nam nói một câu cuối. "Nhớ kỹ, nhân vật trung tầng và những người có khả năng được bầu vào Ủy ban Hiến pháp trong vòng 3 đến 5 năm tới mới là những người chúng ta thực sự cần." Máy bay phóng thẳng lên trời cao. Lưu Đại Tùng cũng trên cùng một chuyến bay. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn ngồi khoan hạng nhất trước kia cho dù là ông chủ hoàng xuất hành cũng quyết không lựa chọn khoan hạng nhất thứ nhất là vì tiết kiệm thứ hai là để phòng những lời đồn không dễ nghe cho lắm dù sao vị trí của hắn nên biểu hiện thân dân một chút thì tốt hơn nhất là đối với người có khát vọng và giả tâm như hắn ông chủ không ngồi thư ký tất nhiên cũng sẽ không ngồi đến bây giờ Lưu Đại Tùng vẫn còn chưa khôi phục lại từ trạng thái mơ màng. Phong cách làm việc của Tô Bình Nam quá dứt khoát và bá đạo. Sau khi hắn chạy đến khách sạn mà tập đoàn Cẩm Tú nghĩ lại, ánh mắt sắc bén của nam nhân nhìn hắn chầm chầm, chỉ nói một câu, hắn liền mơ mơ màng màng bước lên máy bay luôn. 50 lần tiền lương hàng năm. Sau đó tăng dần theo hiệu suất, có vấn đề gì không? Tô Bình Nam nói câu đầu tiên đầu lưu đại tùng bắt đầu ong ong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nên biết rằng cấp bậc hiện tại của hắn là cấp bậc chính thức, tiền lương hắn nhận được là 729 đồng. Không, không có vấn đề gì. Chương 1140 Gặp gì biết nấy? Câu Bình Nam nói tiếp, vợ của ngươi làm việc ở hiệu sách Tân Hoa, con cái chưa đi học tiểu học, bố mẹ đã nghỉ hưu và hưởng lương hưu. Đây là hoàn cảnh cơ bản của gia đình ngươi ta biết nhà ở của bọn hắn rất bình thường ta sẽ tặng cho ngươi một căn biệt thự liên hợp quốc tế thịnh thế ở châu thành đương nhiên nếu ngươi không thích ở riêng ta sẽ sắp xếp nơi ở cho bọn hắn tại cảng thành đầu lưu đại tùng lại càng ong ong dữ dội hơn qua mấy phút hắn mới có thể lên tiếng ta rời khỏi châu thành tất nhiên là một lòng muốn phục vụ cho tô tổng ngươi ta cảm thấy đến thiên nam sẽ tốt hơn một chút từng cũng được Tô Bình Nam mỉm cười, công ty bất động sản ở Hồ Bán Nguyệt vẫn còn một số biệt thự, đến lúc đó tự ngươi chọn. Đại ngộ này cao quá, nhận thì ngại lắm. Lưu Đại Tùng cho rằng hắn đến Cẩm Tú chủ yếu là làm thư ký sinh hoạt cho Tô Bình Nam. Vì thế hắn đã nghiêm túc nói ra nỗi lo lắng của mình. Không cao. Tô Bình Nam lắc đầu, ngươi không biết toàn bộ công việc ngươi sẽ phụ trách quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của Cẩm Tú trong tương lai ta còn chê đãi ngộ quá thấp đây nhưng bởi vì ngươi còn chưa nhậm chức cho nên ta mới giảm xuống phong cách cá nhân của tập đoàn cẩm tú rất nặng mang đậm thương hiệu của tô bình nam mang đến cho mọi người một thông điệp quyết liệt và độc đoán và đây hoàn toàn không phải là cách làm của vua chúa tô bình nam nhận thức rõ về sự bất hòa giữa tính cách nổi loạn của hắn và phong cách làm việc của chính quyền về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra xung đột sự xuất hiện của lưu đại tùng sẽ giảm bớt điều này rất nhiều giao lưu hữu nghị trong dịp tết nguyên đáng và các ngày lễ cũng như các cuộc tiếp khách hàng ngày với các thành viên trong vòng tròn sinh thái được tập đoàn cẩm tú thông báo kỹ lưỡng cần một nhà lãnh đạo ấm áp như gió xuân vậy thì phải cảm ơn tô tổng rồi lưu đại tùng còn đang nghĩ cách làm sao thuyết phục vợ ở nhà chỉ kịp nói lời cảm ơn còn chưa nói thêm câu nào đã nghe tô bình nam nói tiếp ngươi phải nhớ kỹ một điều chiếc thuyền tập đoàn cẩm tú rất khó lên nhưng muốn xuống lại càng khó hơn. Ánh mắt của nam nhân như ưng, mỗi một đế quốc thương nghiệp cuộc khởi đều có bí mật của riêng mình. Quyền hạn của bộ phận mà ngươi phụ trách sẽ không nhỏ. Ngươi nên biết không có thuốc hối hận để uống đâu. Nam nhân vốn đang ôn tồn lễ độ trong mắt Lưu Đại Tùng đột nhiên biến thành một con mảnh hổ chỉ muốn cắn người. Ép hắn có chút không thở nổi. Bộ phận mà ta phụ trách đầu ông ông lưu đại tùng cắn răng hỏi một câu ở cẩm tú ta có thể kiếm được số tiền mà cả đời ta không kiếm được ở nơi khác ta tất nhiên phải bán cả mạng mình rồi ngươi đi với ta chiều nay đi đến thâm thành câu bình nam hiển nhiên khá hài lòng về câu trả lời của lưu đại tùng hắn ném qua một điếu xì gà ta nhìn người rất chuẩn hoan nghênh ngươi gia nhập giám đốc lưu mời Đỗ cửu đứng thẳng một bên giúp Lưu Đại Tùng châm thuốc. Dưới ánh lửa, biểu hiện của Lưu Đại Tùng lại càng trở nên kiên nghị. Một câu giám đốc Lưu làm cho Lưu Đại Tùng nhiều năm bị gọi là kem đánh răng Lưu cảm thấy thật đã tai. Tô Bình Nam không ai bị nổi xem hắn là một nhân tài chứ không phải một người chỉ biết dựa vào A du nịnh hót để kiếm cơm. Như vậy, hắn nhất định phải làm ra thành tích để báo đáp đối phương. Lưu Đại Tùng chợt nghĩ đến một câu nói quân cư xử với ta như một quốc sĩ, ta báo đáp quân còn nhiều hơn cả một quốc sĩ. Khoan hạng nhất và khoan phổ thông mang đến cho Lưu Đại Tùng cảm giác khác biệt. Chính là yên tĩnh hơn một chút, chân còn có thể duỗi thẳng. Ừm, còn có tiếp viên hàng không phục vụ từng ly từng tí. Tuy nhiên, Lưu Đại Tùng cũng không chú ý đến điều này mà vẫn luôn quan sát cơm cha áo mẹ của mình là Tô Bình Nam. Có thể nói, bản năng phục vụ đã khắc sâu vào tận xương tủy cho nên khi nhìn thấy làn xương trắng bốc lên từ tách trà do nữ tiếp viên hàng không mang đến cho tô bình nam hắn lập tức nhướng mày đưa tay ngăn tiếp viên hàng không đưa tới xin lỗi tiên sinh tiếp viên hàng không đưa tay chỉ vào tô bình nam đang nhắm mắt dưỡng thần mỉm cười giải thích một câu trà do vị tiên sinh ở khu c kia gọi nếu ngươi cần ta có thể rót một cách khác cho ngươi ta biết Lưu Đại Tùng mỉm cười, khiến cho nữ tiếp viên hàng không tưởng rằng hắn gặp chuyện khẩn cấp lập tức yên tâm hơn. Chỉ là nhiệt độ không đúng. Câu nói tiếp theo của Lưu Đại Tùng khiến nữ tiếp viên có chút bối rối không biết là có ý gì. Sau khi đứng dậy, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào vách tách để cảm nhận nhiệt độ rồi nói, đợi thêm một phút đi, Tô Tổng không thích nhiệt độ bây giờ đâu. Một phút sau, Tô Bình Nam nhận tách trà mà nữ tiếp viên hàng không đưa đến hắn gật đầu với nữ hài đang lo lắng quả nhiên đây mới là nhiệt độ mà hắn ưng ý nhất nhưng hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên đêm hôm đó hắn lên tiếng mời chào lưu đại tùng cũng bởi vì tâm tư cẩn thận của đối phương khiến hắn phải kinh ngạc ngay cả hoàng vân cũng không phát hiện ra trên thực tế mọi hoạt động của hắn đều được lưu đại tùng kín đáo chăm sóc hắn không cần thổi tách trà của mình một lần nào trong suốt một buổi tối không chỉ hắn Vị trí và nhiệt độ nước trà của Đổng Nữ Sĩ và Tô Bình Nam sau khi hai người xuống ở tách thứ hai đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lưu Đại Tùng. Hơn nữa, đối phương còn làm tốt đến mức Đổng Nữ Sĩ cũng không phát hiện ra. Gặp gì biết nấy. Tô Bình Nam đã tìm được người thích hợp nhất cho vòng sinh thái mà hắn tạo ra cho Cẩm Tú. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1141 Thành Phương trí nhớ của ngươi rất tốt sao tô bình nam đặt tách trà trong tay xuống bỗng nhiên hỏi lưu đại tùng một câu tạm được lưu đại tùng trả lời ngươi có thể nhớ bao nhiêu số điện thoại của người phụ trách các bộ phận khác nhau ở châu thành tô bình nam tiếp tục đặt câu hỏi ta có thể nhớ số điện thoại của tất cả các nhân viên cấp bậc chính thức trở lên ở châu thành bao gồm cả lai lịch của bọn hắn nhưng ta chỉ nhớ số điện thoại của những người có quyền lực ở các vị trí khác nhau trên phó phòng mặc dù lưu đại tùng không biết vì sao tô bình nam lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn thành thật trả lời không tệ tô bình nam mỉm cười chỉ sợ tương lai người ngươi cần ghi nhớ rất nhiều bao gồm sở thích ngày sinh của bọn hắn ngươi có nắm chắc không có lưu đại tùng gật đầu phải cố gắng ngươi sẽ dần dần phát triển tô bình nam mỉm cười tập đoàn cẩm tú sẽ cho ngươi một thế giới mới thế giới mới lưu đại tùng không nói thêm câu nào trong đầu đột nhiên nghĩ nếu vợ hắn nhìn thấy số tiền kia sẽ phản ứng như thế nào đây là lần đầu tiên lưu đại tùng mỉm cười trong lòng sau khi gia nhập cẩm tú xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được nghe tiếng thông báo trong điện thoại thành phương cảm thấy bầu trời như sụp đổ nàng là vợ của lưu đại tùng hai người từ nhỏ đã là hàng xóm cũng không có chuyện tình yêu sóng gió chỉ bốn chữ hoạn nạn có nhau nữ nhân rất hài lòng với chồng của mình cũng rất hài lòng với trạng thái cuộc sống bây giờ từ tiểu học đến trung học cả hai đều học chung một lớp sau đó học chung một trường đại học ba mẹ cùng một đơn vị vì thế cả hai tiến tới như nước chảy thành sông trong những năm lưu đại tùng phục vụ ông chủ làm quan địa vị của nàng ở hiệu sách tân hoa cũng rất cao mặc dù thời gian trôi qua cũng không cải thiện gì nhiều nhưng các loại quan hệ nhân mạch và phúc lợi cũng đủ khiến nữ nhân rất thỏa mãn rồi nàng không ngờ nam nhân của mình lại từ chức khi một người bạn học cũ ở cùng tòa nhà với chồng nàng chạy đến báo tin cho nàng nàng còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa làm sao có thể Ông chủ hoàng rõ ràng có khả năng tiến thêm một bước. Hắn đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Tương lai kiếm một vị trí thực quyền cũng không phải là không có khả năng. Chồng nàng là người thông minh, không có khả năng làm chuyện ngu ngốc đó, trừ phi có chuyện đặc biệt xảy ra với hắn. Nhưng nàng hiểu rõ chồng mình, hắn tuyệt không làm mấy chuyện như thế. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, dù gì hắn cũng phải nói với nàng một tiếng nhất định không có chuyện đó sau khi gọi thêm mấy cuộc điện thoại hỏi thăm điều nàng bán tính bán nghi đã trở thành sự thực chuyện này là thật chén vàng cứ thế ném đi nàng vốn luôn hiền lành và dịu dàng nhưng cũng không thể chấp nhận được mấy loại chuyện hoang đường như thế nữ nhân điên cùng gọi điện thoại cho chồng mình nhưng điện thoại vẫn truyền đến âm thanh tắt máy khiến nữ nhân ngơ ngác xin nghỉ việc chạy đến cơ quan của chồng mình một chuyến Ánh mắt mọi người nhìn nàng đều ý vị thâm trường. Vẫn không tìm được chồng. Lần đầu tiên Thành Phương bất chấp tất cả, gõ cửa văn phòng của ông chủ hoàng. Không thể từ chức một cách dễ dàng như vậy. Chồng ngu ngốc, nhưng nàng quyết định dùng tôn nghiêm của mình giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Hoàng Vân có chút ngạc nhiên, tiếp đãi nữ nhân trong trạng thái như sắp tận thế. Nghe nữ nhân thỉnh cầu xin giữ lại đơn xin từ chức của chồng, Hoàng Vân cười khổ ta đã ký tên. Hoàng Vân vừa ra hiệu cho thư ký Tiểu Ngô rót cho đối phương một tách trà vừa nheo mắt nói, hắn muốn đi con đường của hắn. Đó không phải chuyện xấu. Khi nói chuyện, ánh mắt của ông chủ Hoàng có chút phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ đến thư ký phụ trách cuộc sống của mình lại có giả tâm như vậy. Định vị trong lòng cả hai khác nhau, sớm tách ra cũng tốt cho tất cả mọi người. Ông chủ Hoàng, ta muốn ra ngoài sông pha một lần cũng muốn trở nên nổi bật. Tập đoàn Cẩm Tú cho ta cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Lần đầu tiên Lưu Đại Tùng thổ lộ nội tâm với ông chủ của mình, cũng là lần đầu tiên giọng điệu sắc bén đến như vậy, ngươi nhìn ta chẳng qua chỉ là một lộng thần. Ta lại hiểu rõ tính cách của ngươi. Điều duy nhất mà ta thuộc về trong tương lai chính là đến một nha môn để làm một chức phó nào đó. Đây không phải là điều mà ta muốn. Ta sẵn lòng cực một lần. Hoàng Vân thừa nhận Lưu Đại Tùng nói đúng. Cho nên, hắn rất thoải mái ký tên vào đơn xin từ chức, hơn nữa còn đặc biệt phê duyệt. Mãi cho đến khi thư ký phụ trách cuộc sống nhiều năm của mình đi rồi, hắn mới giật mình phát hiện. Trong 10 năm đi theo hắn, Lưu Đại Tùng là vị thư ký duy nhất không dựa theo điều lệ quy củ mà làm việc. Không ngờ hắn lại tiễn đối phương đi như vậy. Điều này khiến cho Hoàng Vân có chút không nở. Cộc cộc cộc. Sau khi gửi con gái về nhà ba mẹ còn chưa biết chuyện, nữ nhân một mình thẫn thờ trong căn phòng chưa đến 60 mét vuông. Lúc này, tiếng gõ cửa đã đánh thức nàng. Thành nữ sĩ. Ngoài cửa là hai hán tử mặt vét đen, thân hình cao lớn cùng với giày da bóng loáng nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ, khiến cho nữ nhân có chút hoảng hốt. Là ta. Thành phương vẫn cài dây chống trộn, cảnh giác trả lời chúng ta là cấp dưới của giám đốc Lưu. Hắn có việc gấp đi theo Tô Tổng đến thâm thành, cho nên nhờ chúng ta đến hỗ trợ chuyện trong nhà. Hắn tử tóc ngắn dẫn đầu mỉm cười tự giới thiệu, ta là Lâm Thiếu Kiệt ở bộ phận PA tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi cứ gọi ta là A Kiệt là được. Chương 1142 Tiêu nhiên bị thương Giám đốc Lưu Lưu Đại Tùng Hành phương kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Đúng vậy. Lâm Thiếu Kiệt nhìn nữ nhân còn chưa chịu mở cửa, lập tức đưa cái hộp trong tay qua khe cửa cho đối phương. Xem ra ngươi không yên tâm về chúng ta. Đây là giám đốc Lưu bảo chúng ta mang cho ngươi. Về tình huống cụ thể, sau khi máy bay hạ cánh, hắn sẽ giải thích với ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Thiếu Kiệt chỉ xuống dưới lầu, chúng ta chờ ngươi ở dưới lầu nói xong hai hán tử rời đi bình tĩnh lại thành phương ước lượng cái hộp phân lượng không nhẹ chế tác cũng rất tinh xảo xem ra là da thật nữ nhân lẩm bẩm một câu sau đó cẩn thận cài chặt cửa lại rồi mới hiếu kỳ mở cái hộp ra a à, nữ nhân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc sau đó cơ thể lung lay cuối cùng đứng không vững đặt môn ngồi xuống mặt sàn phòng khách lạnh buốt cái hộp trong tay cũng rơi xuống. Những tờ đô la màu xanh rơi khắp phòng. Tên lưu đại tùng trời đánh kia. Thành phương tay chân bủng rũng, miệng mở to như hà mã đang săn mồi. Thành phương thề, ngoại trừ lần đầu tiên chiến đấu với tên trời đánh lưu đại tùng kia, cả đời này của nàng chưa từng tay chân mềm nhũng. Sau khi thở dốc một chút, nàng bắt đầu đếm số tiền. 500 ngàn. Sau đó, thành phương không biết nên làm sao bây giờ không còn cách nào nữ nhân bắt đầu im lặng đối mặt với những đồng tiền xanh đỏ cực kỳ giống một nữ anh hùng chiến đấu quyết không để địch nhân rời khỏi tầm mắt của mình mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua lưu đại tùng quên gọi điện thoại cho vợ mình nguyên nhân cũng không có gì khác hắn một lần nữa bị sự phô trương của tô bình nam làm cho kinh hãi máy bay hạ cánh ra khỏi đoạn đường dốc một loạt chiếc Mercedes-Benz 600 màu đen và chiếc Bentley dẫn đầu khiến hắn gần như chết lặng. Nhớ kỹ, người phục vụ tập đoàn Cẩm Tú. Không cần bồi rượu, cũng không cần cười làm lành. Trong lúc Lưu Đại Tùng còn chưa thích ứng, Tô Bình Nam lạnh lùng lên tiếng, làm cho hắn còn đang ngẩn người lập tức khôi phục lại. Mang tai đừng mang miệng, nhìn nhiều nghe nhiều đừng nói nhiều. Tô Bình Nam lên chiếc Bentley, đổ cửu đưa cho Lưu Đại Tùng một chồng tư liệu sau đó lạnh giọng nói với hắn, đây là một số tài liệu về đối tác kinh doanh mà chúng ta sẽ gặp lần này. Lão đại rất xem trọng ngươi, ngươi đừng để hắn thất vọng. Gật đầu thật mạnh. Lưu Đại Tùng bắt đầu sinh lòng e sợ Tô Bình Nam, nhưng trong lòng hắn, Tô Tổng vẫn là một người kinh doanh kinh tài tuyệt diễm. Nửa tiếng sau, hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ ấu trĩ của mình. Thời đại này ngư long hỗn tạp, hạng dân nghèo cuộc khởi nhiều vô số kể người làm ăn thuần túy ít càng thêm ít. Ông chủ tiêu của các ngươi đâu rồi? Chiếc Bentley vốn là của tiêu nhiên, tiêu nhiên cũng nên ra đón hắn nhưng lại không thấy xuất hiện. Tô Bình Nam Mặt không chút biểu cảm hỏi thư ký ruột của đối phương một câu. Giám đốc tiêu hắn. Giọng điệu thư ký có chút ngập ngừng. Ta muốn nghe lời nói thật. Sự bá đạo của nam nhân cũng không vì chiếm cổ phần ít trong vụ kinh doanh này mà thu liễm thư ký bị ánh mắt lãnh khốc của hắn hù đến sắc mặt trắng bệch giám đốc tiêu bị thương đang ở bệnh viện nhưng hắn sẽ lập tức đến ngay bị thương tô bình nam nhìn nữ thư ký sắp cắn nát môi mình cũng biết là có hỏi cũng không hỏi được gì bèn quay người dặn dò đổ cửu một câu tìm người điều tra một chút Lần này hắn đến thâm thành là vì một cuộc điện thoại liên quan đến Diệp Vĩ Đình. Không thể không nói, địa đầu xà này cộng thêm mạng lưới quan hệ với Diệp Lão Tứ dẫn tới hành động nhanh kinh người. Địa điểm được chọn là ngôi làng gần Bạch Thạch Châu mà tiêu nhiên dễ dàng lấy nhất. 270 hecta đất, tin tức về hành động lớn như vậy tất nhiên không thể che giấu được. Cho nên động tác nhất định phải nhanh. Có dịp vĩ đình làm chỗ dựa, toàn bộ mã lực của tiêu nhiên đã được triển khai. Làm chuyện gì cũng phải có tầm nhìn lâu dài. Đây là quy củ của dịp gia cho nên, về phương diện tiền bạc. Ý của Diệp Vĩ Đình là tăng mức đầu tư. Tô Bình Nam cũng cực kỳ đồng ý với quan điểm này. Một vụ làm ăn lớn có rất nhiều ánh mắt nhìn chầm chầm, đội tình sạch sẽ mới có thể cam đoan phú quý lâu dài. Tiêu nhiên cũng biết rõ phân lượng của mình, tất nhiên vô cùng nghe lời. Một số tiền lớn được phân phát với kết quả đáng kinh ngạc, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, khu vực đất trung tâm lại xảy ra vấn đề. Tóm tắt đơn giản lại một câu chính là mảnh đất 27 hecta lại không rõ quyền sở hữu. Đối phương lên giá ngay tại chỗ. Mà đối phương không phải ai khác, chính là vợ trước của tiêu nhiên, Hoàng Lâm Nga. Việc rò rỉ giấy tờ phê duyệt này còn liên quan đến việc tiêu nhiên nóng lòng muốn ly hôn trước đó. Lúc đó, lấy được mảnh đất trống này là nhờ quan hệ của ba vợ. Khi phân chia tài sản, đối phương lại không cung cấp giấy tờ chủ yếu. Khi ấy, bởi vì bị Hoàng Lâm Nga sử dụng một chiêu hổ khiếu long ngâm tồi tâm trưởng đánh cho tiêu nhiên, kẻ đang hoài nghi nhân sinh, muốn vội vã thoát khỏi cuộc sống ác mộng, không đọc lại cẩn thận. Vốn dĩ ý của Hoàng Lâm Nga là muốn chờ sang năm giá đất tăng cao sẽ kiếm một khoản từ chồng cũ của mình. Mặc dù nữ nhân kinh thường hành vi của nam nhân, nhưng nàng vẫn xem trọng ánh mắt và bản lĩnh của hắn. Nàng không ngờ tốc độ phát triển của tiêu nhiên lại kinh người đến như vậy, muốn dựa vào đại đạo thông thiên mà xây dựng sân gôn. Cho nên, nữ nhân lập tức nâng giá gấp 20 lần. Tiêu nhiên không cách nào tiếp nhận giá tiền này, thực tế là hắn không đủ khả năng chi trả. Hắn vừa xảy ra vấn đề, Diệp Vĩ Đình lập tức phát hiện không thích hợp. Lúc này mới có chuyện Tô Bình Nam đến thâm thành. Chương 1143 Kiều Lập Phu Tiêu nhiên quả thật đã bị thương mắt trái bị đánh thành gấu trúc. Giá trị vũ lực của Hoàng Lâm Nga không vì ly hôn mà giảm bớt, ngược lại còn tăng gấp 10 vì nữ yêu tinh cứ ỏn à ỏn ẻn sau lưng tiêu nhiên khi đàm phán. Các động tác võ thuật truyền thống như song phong quán nhĩ, hắc hổ đào tâm tung ra tới tấp, đánh cho ông chủ tiêu nhiên chạy trối chết. Đã liên lạc với ai chưa? Ta nói ta bị té cầu thang chắc không có vấn đề gì chứ. Tiêu nhiên hỏi trợ lý của mình hắn không biết hắn trong buồn cười như thế nào với một con mắt của mình hôm nay là ngày đại hào phương bắc cô bình nam đến điều này đại diện cho cái gì tiêu nhiên biết rất rõ trong lòng hai người mà hắn hợp tác đều cường thế kinh người tiêu nhiên vì không muốn mất mặt cho nên hắn không ngại yêu cầu bác sĩ quấn đầu mình thành một cái bánh chưng không có vấn đề trợ lý nhéo bắp đùi của mình một cái nghiêm túc đáp trước mặt cơm cha áo mẹ nhất định phải nhịn cười điều này liên quan đến bát cơm của hắn. Đi thôi. Tiêu nhiên nói một câu khiến sắc mặt trợ lý trở nên nghiêm túc hơn, đã điều tra nam nhân đi cùng vợ cũ của ta chưa? Đã điều tra rõ ràng, thưa ông chủ. Giọng điệu của trợ lý thấp xuống, người kia tên Kiều Lập Phu. Tiêu nhiên hoàn toàn ngây dại. Vua Cung Phu. Kiều Lập Phu danh xưng hổ thâm thành. Tiêu nhiên lập tức nhận ra mình đã chọc vào phiền phức lớn bị vợ đánh ở đó còn có kiều lập phu cùng lúc đó tô bình nam cũng lẩm bẩm một câu ánh mắt có chút nghiêm túc nam nhân biết rất rõ bối cảnh của kiều lập phu dân liều mạng lưu danh trong lịch sử đại án sau này người này cực kỳ hung hãn nhưng cũng rất có tài hắn đã từng giành được ba giải quán quân trong cuộc thi đấu ở hạ quốc và một lần quán quân thế giới danh sưng đánh khắp thiên hạ không địch thủ kiều lập phu Cùng lúc đó, trong một chiếc xe khác, Lưu Đại Tùng đọc xong tài liệu liền hít một hơi khí lạnh. 270 hecta đất thâm thành đại diện cho cái gì? Lưu Đại Tùng không biết người khác cảm thấy thế nào. Trong mắt hắn chỉ là hai từ trần trụi. Quyền lợi và tài phú. Điều này khiến ánh mắt của nam nhân trở nên nóng như lửa. Hắn đã đánh giá sơ sơ thực lực của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng vạn lần không ngờ lại lớn đến như vậy là thư ký bên cạnh lãnh đạo, bình thường đều vô tình. Thứ nhất là hắn nhìn thấy nhiều, nhìn thấy cảnh tượng mà lãnh đạo nhìn thấy, thậm chí có một số quyết định đều có bóng dáng của hắn. Bố cục lớn, những thứ như tình yêu đích thực trên thế giới thường không được coi trọng. Thứ hai, hắn không ở địa vị của mình, mà là gánh vác địa vị của mình. Điều này làm cho hắn vô cùng thờ ơ với một số chuyện ngoài chuyện ấy nhưng trong thâm tâm bọn hắn biết rõ hơn ai hết mình chỉ là một con cáo mượn oai hùng trước lão hổ cho nên bọn hắn muốn thoát khỏi công việc kiểu nô lệ này hơn bất kỳ ai khác một khi mục tiêu đã được xác định tham vọng và nhiệt huyết có thể nói là vô tận từ bỏ việc đi theo ông chủ hoàng lựa chọn đi theo tô bình nam chính là như vậy chẳng qua là để thực sự ngẩng cao đầu mà thôi vấn đề về sân gôn khiến hắn lập tức hiểu ra mình đang đi đúng hướng có thể tưởng tượng được sự nhiệt tình bùng phát trong lòng hắn lúc này. Tuy nhiên rất giỏi đánh lừa các bộ phận liên quan. Thời hạn xây dựng vẫn chưa được ấn định, vấn đề đất đai vẫn còn đang ồn ào, nhưng một trung tâm chỉ huy công trình có phần đơn giản đã được xây dựng và những băng rôn đỏ được quảng cáo rầm rộ, ít nhất có vẻ như luật đã đi đúng hướng. Nhưng lúc này, tổng lại có chút vắng vẻ. Kiều Lập Phu đứng khoanh tay ở cửa ra vào, rất có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Lạnh lùng nhìn những người tình cờ ra vào, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hung ác. Có hơn chục nhân viên bảo vệ đứng trước mặt hắn, nhưng tất cả đều tỏ vẻ sợ hãi, không có khí thế, giống như một bầy chim cút. Nói cho giám đốc Tiêu của các ngươi biết, nếu còn dám đụng đến đầu ngón tay của bạn gái ta, ta sẽ đánh hắn chết tươi. Trong mắt Kiều Lập Phu, những người có tiền đều có chung một đức tính, đó chính là tiếc mệnh bọn hắn hiểu rõ sự đáng yêu của thế giới này. Làm sao bọn hắn có thể sẵn sàng nói chuyện với hắn nhiều hơn kia chứ? Nhìn đám bảo an bị mình dọa đến mặt như màu đất, thậm chí Kiều Lập Phu không quên mỉm cười với Hoàng Lâm Nga đang ở trong một chiếc xe đằng kia. So tiền thì hắn không thể so được với tiêu nhiên, thứ duy nhất có thể mạnh hơn đối phương chính là một cơ thể vạm vỡ và hung danh hiển hách. Khắp nơi ở thâm thành đều là đất hoàng kim. Tình yêu nào cũng sẽ đơm hoa kết trái. Hoàng Lâm Nga có tiền, Kiều Lập Phu có sức, sự kết hợp của cả hai cũng không có gì lạ. Trong lúc Kiều Lập Phu cho rằng hôm nay Tiêu Nhiên đã bị dọa sợ vỡ mất sẽ không xuất hiện nữa, đoàn xe của Tô Bình Nam đã đến khu vực tạm thời này. Kèm theo tiếng ô tô gầm rú, đoàn xe dường như không hề có ý định giảm tốc độ. Chiếc Bentley dẫn đầu trông quen quen. Kiều Lập Phu cho rằng người trong xe là Tiêu Nhiên hắn không rời khỏi vị trí của mình, vẫn khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chầm chầm chiếc xe, thân hình thẳng tắp như một cây thương. Điều này cũng làm cho đôi mắt xấu xí của Hoàng Lâm Nga trong xe chợt sáng lên. Nàng hiểu tính cách của chồng trước. Hắn có kỹ năng giao tiếp tốt, đối nhân xử thế cũng rất quyết đoán, nhưng lá gan lại không lớn, không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, gặp vấn đề cũng chỉ dùng tiền để giải quyết. Cho nên, Nữ nhân quyết định để kiều lập phu hù dọa đối phương một chút, thuận tiện chiếm cứ thế chủ động trong cuộc đàm phán tiếp theo. Trong suy nghĩ của Hoàng Lâm Nga, một quán quân tán đã, còn là huấn luyện viên trường cảnh sát thâm thành, bên dưới còn bảo kê một số hộp đêm chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất. Chương 1144 Cắt cổ Công đi Ngay khi tài xế Bentley phát hiện có người đang đứng ở cửa, dự định đạp phanh, Tô Bình Nam ngồi đằng sau đã lạnh lùng lên tiếng. Tài xế do dự. Lúc này, mặt Tô Bình Nam đã trầm như nước, nhìn tài xế còn đang do dự, lập tức gầm lên, ta bảo ngươi tông vào. Khí thế của nam nhân vốn đã mạnh, bây giờ nổi giận lại càng long trời lỡ đất. Tài xế hốt hoảng, lập tức giẫm mạnh chân ga. So hung ác. Tô Bình Nam chưa từng e ngại bất cứ kẻ nào, huống chi hôm nay là lần đầu tiên hắn đến công ty ở Thâm Thành. Về việc ra oai phủ đầu như vậy, với tính cách kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Kiều Lập Phu nghìn tính vạn tính cũng không tính đến chiếc Bentley với biển số A266680 không phải quả hồng mềm mà là một con khủng long bạo chúa. Chiếc xe gào thét lao đến. Trong con mắt đã co lại thành cây kim của Kiều Lập Phu, gương mặt tài xế xe Bentley thậm chí trở nên dữ tợn vì kinh hoàng tất cả mọi người đều nín thở nhân viên bảo an hoàng lâm nga đang ngồi trong xe thậm chí là lưu đại tùng đang ngồi xem tài liệu đằng sau nhiều năm khổ luyện đã cứu được kiều lập phu một mạng người này cũng thật bưu hãn trong tình huống khẩn cấp vẫn không bối rối ngược lại hít sâu một hơi nhúng chân nhảy lên ngay tại chỗ hình ảnh bóng người lao vụt lên như tên bắn và chiếc ô tô lao vút qua phía dưới cứ thế động lại trong tâm trí mỗi người Tài xế xe Bentley lái qua cổng nhanh chóng đạp phanh, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Kiều Lập Phu tránh được một kiếp quay người trợn mắt nhìn. Trong lúc hắn định xông lên, cửa sổ xe Bentley chậm rãi hạ xuống. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt hắn. Một nam nhân trẻ tuổi với tóc ngắn được chải gọn gàng, gương mặt như đau khắc, không nói một lời, cứ thế lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm, ánh mắt thản nhiên. Kiều Lập Phu không sợ trời không sợ đất. Dựa vào vũ lực và giả mang không ai bị nổi lần đầu tiên cảm nhận được áp lực giống như trên lôi đài trận chung kết, trong lòng trào dâng lên hàng ý khó tả. Tô Bình Nam nhìn chầm chầm Kiều Lập Phu, biểu hiện giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Sau đó, dưới ánh mắt của Lưu Đại Tùng, cự nhân kinh doanh trong lòng hắn đã là một tư thế khiến hắn kinh hãi. Chỉ thấy bốn ngón tay của Tô Bình Nam uống cong, ngón tay cái của hắn chậm rãi lướt qua cổ họng cắt cổ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời không biết đã bao lâu rồi kể từ khi tô bình nam thể hiện sự tranh vinh như vậy trước mặt cấp dưới của mình hắn chưa bao giờ là một doanh nhân thuần túy ôn hòa mặc dù tập đoàn cẩm tú phát triển lớn mạnh hắn cũng đã che giấu sự ngang ngược của mình tựa như con rồng đen ẩn núp nhắm người mà cắn nuốt thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi biểu lộ cảm xúc hay một nụ cười khó nắm bắt trên hết hắn không phải tiểu hồng bào tàn nhẫn nhất ô thành mà là người cầm lái của cẩm tú nhưng kiều lập phu đã kích phát giả tính của tô bình nam trong toàn bộ quá trình ánh mắt tô bình nam vẫn không rời kiều lập phu tên gia hỏa này từ lúc kịp phản ứng cho đến khi nhảy lên tránh né đều là một mạch đối mặt với ô tô gào thét bên dưới trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi ngược lại còn rất tự tin điều này đã kích thích giả tính của tô bình nam khuyết dịch từ trong cốt tủy của tô bình nam đều sôi trào sau khi trùng sinh tô bình nam không bỏ luyện quyền ngày nào khi sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn đám người đổ cửu cũng không phải đối thủ của hắn không biết đã bao lâu rồi hắn chưa tận hưởng cảm giác sung sướng khi được đánh một trận với một người hắn muốn vứt bỏ hết thảy thân phận một thần thoại để đánh một trận đây cũng là lý do vì sao hắn lại làm ra hành động giả tính không phù hợp với thân phận nhưng lại phù hợp với bản chất của hắn hào quang của kiều lập phu cũng rất truyền kỳ ba lần đạt quán quân giải thi đấu vật lộn còn có một giải quán quân thế giới ngay cả người thái cũng từ chối lên võ đài với hắn chiến tích này không phải hậu thế mai sau có thể so sánh được bầu không khí như ngưng lại lưu đại tùng hoài nghi ánh mắt của mình mặc dù hắn không biết nam nhân bay vọt lên ô tô là ai có bối cảnh gì nhưng thân thủ của đối phương quá dọa người phải biết rằng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ tô tổng là nhân vật bậc nào chứ tại sao lại có hành động như vậy khác với lưu đại tùng ánh mắt của đám người đổ cửu sáng lên trước hành động dường như đã biến mất từ lâu của lão đại ầm ầm âm. âm thanh dừng xe đóng cửa xe liên tiếp vang lên Đỗ Cửu và Đỗ Thạch nhanh chóng xuống xe bao vây Kiều Lập Phu. Khác với đám bảo an như chim cút lúc trước, ánh mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Rốt cuộc tiêu nhiên đã chạy đến. Mặc kệ ánh mắt quá dị của người khác, hắn đã xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Băng gạt quá dày khiến tầm mắt tiêu nhiên biến thành màu đen. Hắn thở hỗn hển, thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn chạy nhanh đến vậy. Cũng không còn cách nào, hắn biết Kiều Lập Phu là ai, cũng biết rõ sự cường thế của Tô Bình Nam. Một khi Cường Long và địa đầu xà không kết thúc được, Diệp Vĩ Đình là người đầu tiên không tha cho hắn. Vụ làm ăn chẳng những bị đình chỉ, thậm chí còn khó mà an toàn rút lui. Kiều Lập Phu biết tình huống không thể tiếp tục chuyển biến xấu, tuy nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí, cho dù thấp hơn đối phương nửa cái đầu nhưng hắn vẫn ngăn trước mặt như mẹ bảo vệ con. Tiêu nhiên gào lên, nhớ kỹ mảnh đất trống đó là chuyện của chúng ta, đừng liên lụy đến người khác. Ngươi cho rằng có thể vô pháp vô thiên sao. Chương 1145 Lấy nước từ trên trời xuống. Kiều Lập Phu không phản bác, nhưng vẫn lui về sau một bước, nheo mắt nhìn chầm chầm Tô Bình Nam mặt không cảm xúc trên xe. Trên người thanh niên đó có mùi vị giang hồ mà hắn quen thuộc. Hơn nữa, cú va chạm vừa rồi tuyệt đối là muốn mạng của hắn hành động đúng là đủ hung ác đủ độc hắn không phải kẻ vũ phu lỗ mãn bằng không hắn đã chẳng lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay hắn hiểu ý nghĩa động tác của nam nhân kia nhưng hắn cũng nhạy cảm nhìn thấy đầu ngón tay thô to của đối phương người luyện võ kiều lập phu có chút không dám tin tiêu nhiên vội vàng như vậy cùng với một đám nam nhân cơ bắp đang bao vây mình đã đủ để nói cho kiều lập phu một điều bối cảnh người này phức tạp hắn không thể trêu vào tuy nhiên đối với một người dựa vào danh tiếng kiếm cơm mấy chục năm như kiều lập phu hắn cảm thấy mình nên thử một lần xưng hô thế nào ông chủ này kiều lập phu chậm rãi lên tiếng một câu ông chủ có chút nịnh nọt bỗng nhiên khiến cho tô bình nam mất hứng nam nhân không trả lời chỉ chậm rãi nâng cửa sổ xe lên gương mặt kiều lập phu chuyển sang màu tái xanh hiển nhiên đã cực kỳ tức giận âm lượng của câu tiếp theo cũng lớn hơn ngươi có biết ta là ai không biết ngươi là kiều lập phu nhưng không phải là kiều lập phu trước đó tô bình nam trả lời chiếc xe nổ máy chạy về phía công trường nam nhân chỉ bỏ lại một câu rồi chẳng thèm ngó đến mấy tháng sau sau khi sự việc kết thúc trong một lẫn ngẫu nhiên đỗ cửu đã hiếu kỳ hỏi ông chủ của mình vì sao lúc đó lại hết hứng thú đánh một trận như vậy rõ ràng là hắn đã nhìn thấy sự kích động trong mắt tô bình nam tô bình nam mỉm cười trả lời lúc đó hắn đánh giá được thân phận của ta không thể trêu vào cho nên không còn nhuệ khí đánh nhau cũng không thể tận hứng tất nhiên là không cần đánh nữa khó trách ngươi lại lựa chọn dồn hắn vào đường cùng chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh một trận phân sinh tử với hắn sao đỗ cửu nhìn vị lão đại có đôi khi cố chấp đến mức điên cuồng xem như tìm được đáp án Dĩ nhiên không phải. Trên trán hắn có một hoa văn rất lớn. Nếu hắn lòng tham không đáy, đây nhất định là dấu hiệu của tướng đột tử. Tô Bình Nam lắc đầu mỉm cười, là bởi vì hắn ngăn cản con đường của ta. Còn vì sao ta muốn đánh một trận, chẳng qua ta chỉ muốn phong cảnh biển càng thêm xinh đẹp mà thôi. Thành Phương đang đấu mắt với 500 ngàn, đến khi mắt mỏi như rốt cuộc cũng nhận được cuộc gọi từ nam nhân trời đánh của mình. Chuyện gì vậy? Tiền ở đâu ra? Vì sao ngươi lại từ chức? Vợ hỏi Liên Thanh khiến Lưu Đại Tùng có chút ngạc nhiên. Tiền lương cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nữ nhân không nghe ra giọng điệu cổ quái của chồng mình, nghe xong lập tức phản bác. 500.000 là tiền lương ở đơn vị mới của ngươi sao? Vậy thì từ chức là đúng rồi. Đây không phải chuyện tiền bạc. Lưu Đại Tùng bất giác thấp giọng nói, bởi vì đây là một sân khấu lớn một thế giới mới. Cuối cùng Kiều Lập Phu rời đi trong oán hận. Suy cho cùng đây là xã hội thực tế, không phải thế giới võ thuật. Thế lực mà Tô Bình Nam thể hiện đã khiến hắn phải nuốt xuống cục tức, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiêu Nhiên lại càng trở nên ác độc. Ông chủ Tiêu, mảnh đất kia khỏi cần thương lượng. Đồng ý nâng giá gấp 20 lần thì lấy, không thì thôi. Kiều Lập Phu nói xong liền sải bước rời đi phần lớn người luyện võ đều rất kiêu ngạo giả tính của kiều lập phu đã bị tô bình nam kích phát lão tử có cắn cũng cắn ngươi rất một miếng thịt kiều lập phu hằng học nghĩ không để ý đến kiều lập phu đang rời đi trong mắt tô bình nam tên vũ phu kia ngoại trừ bản lĩnh công phu ra thì không còn cái gì lọt vào mắt hắn tâm tư hắn lập tức hướng về trung tâm chỉ huy đã thiết lập khuôn khổ ban đầu hắn là ai phụ trách công việc gì ở đây tô bình nam nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trong văn phòng tán tỉnh vài nữ thư ký không có việc gì làm nhưng nhìn qua không giống nhân viên công tác lập tức lên tiếng hỏi hắn tên lưu thành đường là người quản lý dự án hiện tại tiêu nhiên mỉm cười làm lành nhưng nụ cười nịnh nọt đã bị băng gạt che mất con cháu à ánh mắt tô bình nam thật sự rất độc hắn nhìn vẻ mặt bệnh hoạn của thanh niên kia từ một vật trên bàn là phát hiện ra mánh khóe. Em vợ cục trưởng lưu, tìm một chỗ để yên thân thôi. Tiêu nhiên giải thích. Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn tiêu nhiên, đạo lý đối nhân xử thế nên có thì phải có, nhưng làm ăn thì phải ra làm ăn. Hắn cực kỳ tuân thủ quy củ xâm nghiêm, thành ra hắn không ưa cách làm của những người như tiêu nhiên. Sa thải. Lưu Thành Đường đã thấy rõ uy phong của Tô Bình Nam khi tiến vào. Mặc dù luôn ngang ngược trước mặt tiêu nhiên nhưng nội tâm hắn lại phát lạnh trước cái trừng của Tô Bình Nam, không dám tức giận dù chỉ một chút. Tô Bình Nam không để ý đến hai người, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Tiêu nhiên há to miệng nhưng không dám phản bác sắp xếp của Tô Bình Nam, chỉ vỗ vai lưu thành đường sắt mặt đỏ bừng ở bên cạnh rồi đuổi theo. Xem xong toàn bộ trung tâm chỉ mất 26 phút, mặt Tô Bình Nam trở nên trầm như nước mặc dù tiêu nhiên đang liều mạng động viên mình nhưng vẫn bất giác hạ thấp cơ thể mò mẫm trong kinh doanh hai chục năm hắn dám vỗ ngực cam đoan tô bình nam là người có khí chất đặc biệt nhất mà hắn từng gặp nhất là khi sắc mặt của nam nhân này trầm xuống thật khiến nội tâm người ta ớn lạnh ông chủ tiêu khởi nghiệp là một nhân viên bán hàng phải không ngươi đã từng làm rất nhiều việc lấy nước từ trên trời xuống đúng không tô bình nam nhận điếu xì gà đã được đổ cửu châm lửa đưa tới nhìn tiêu nhiên đã gỡ bỏ băng gạc mà buồn cười, hoang thai nói, thói quen này dẫn đến bây giờ ngươi làm cái gì cũng đều cầu chu đáo. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1146 Người một nhà Tiêu nhiên xấu hổ gật đầu. Hắn chính là loại thương nhân bình thường phổ biến nhất trong thời đại này, không có kế hoạch dài hạn, không có ngành công nghiệp cốt lõi. Gọi ta là lão tiêu đi. Lần này Tiêu Nhiên đã thật sự hiểu vì sao lão Tứ Diệp gia lại từ bỏ số cổ phần lớn như vậy để làm bạn với Tô Bình Nam. Người này rất đặc biệt. Muốn đi xa, phương pháp làm việc như vậy không được đâu." Tô Bình Nam nói tiếp, "Chỉ có hơn 30 nhân viên, dàn khung còn chưa dựng lên ngươi đã nuôi bốn người rảnh rỗi. Bảo bọn họ cút xéo hết đi." Tiêu Nhiên gật đầu. "Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm." có học thức thì đáng bỏ ra nhiều tiền, đừng keo kiệt. Giọng điệu Tô Bình Nam cực kỳ lạnh lẽo, ngươi nên giải quyết cho xong chuyện đất đai của ngươi. Nếu làm không được, ngươi đừng trách ta đá ngươi ra ngoài. Giọng điệu nghiêm túc của đối phương khiến tráng tiêu nhiên rịn mồ hôi lạnh. Đừng quá lo lắng. Kiều Lập Phu chẳng qua chỉ là một tên võ phu lòng tham vô đáy mà thôi, cũng không khó đối phó. Ta tin lão tiêu ngươi không phải loại người mười ngón không dính nước. Cô Bình Nam vừa cười vừa nói, ý vị thâm trường, nếu tình thế bắt buộc, ta có thể giúp ngươi một lần. Tiêu nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phát hiện ra chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, lòng thần phục và nghe theo sự sắp xếp của nam nhân kia đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm trên người hắn. Qua 12 giờ là ngày 14 tháng 3 dương lịch năm 1997, tức là ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch. Long sĩ đầu từ quẻ tượng cho biết ngày này rồng thoát khỏi trạng thái ngủ đông và bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Như voi mọc lông. Phi cơ chọn ngày này để thượng vị là ý của Tô Bình Nam, hắn tất nhiên không có ý kiến. Phi cơ ca, thời gian sắp đến rồi. Lầu 2 quán 3ZT không mở cửa đón khách, toàn bộ lưu manh đều tập trung ở đây. Cửa phòng bao được đẩy ra, Lữ Tư Kiệt đã thay một chiếc phép đen nói với phi cơ, chúng ta nên xuất phát thôi vậy thì đi thôi phi cơ đứng dậy sửa sang lại cổ áo che lại biểu tượng rồng hạ quốc trên cổ áo sau đó lên tiếng ngươi đi theo ta dặn các anh em cẩn thận một chút gần đây hồ tu dũng tìm ta nói chuyện hai lần nhưng ta đều không gặp cẩn thận hắn và đám người hào giang thừa cơ gây sự đó ta hiểu rồi tiếng nhạc ầm ĩ ở lầu một quán bar đã ngừng lại ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đầu cầu thang bọn hắn đang chờ phi cơ xuất hiện. Tối nay phi cơ ca sẽ thượng vị hòa ký. Tin tức này đã sớm xôn xao trong giới tam giáo cửu lưu cản thành. Lăng lộn ai mà không có giả tâm, nhất là những thanh niên kinh nghiệm sống chưa nhiều lại càng sùng bái bạo lực. Nhất thời hổ loan tử phi cơ một đường đánh tới vị trí đầu lĩnh hòa ký đã trở thành thần tượng của đa số người. Thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn tứ đại thiên vương của TVB không để mọi người chờ quá lâu, phi cơ mặc bộ vết đen, tóc chảy cẩn thận xuất hiện ở đầu cầu thang trong vòng vây của 16 hán tử thân hình cường tráng, sắc mặt lạnh lùng. Tiếng hoang hô bên dưới đột nhiên vang lên. Phi cơ đối xử với người bên dưới không tệ, lại khá hào phóng, cộng thêm bây giờ chỉ toàn là những tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhất thời tiếng huyết sáo, tiếng hoang hô nổi lên bốn phía, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nam nhân bể nghệ đứng ở chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống toàn trường, đột nhiên dừng lại ở vị trí một góc của quầy rượu, sau đó không người trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Tiếng hoang hô càng lúc càng vang dội. Đám thanh niên bên dưới tưởng rằng phi cơ đang cảm ơn sự ủng hộ của mình, nhất thời tiếng huyên náo lại càng lớn hơn. Chỉ có tô định bắt mặt một chiếc áo trắng ngồi trong góc nở nụ cười không dễ phát hiện, dơ ly rượu lên uống cạn một hơi xem như đáp lại. Nam nhân này vẫn là phi cơ ở sau lưng nàng hắn không biết thật ra hành động không người lần này đã cứu được tiền đồ của hắn ở cẩm tú rebecca vuốt cái ly thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn giọng điệu có chút vui mừng không quên bản tâm là chuyện tốt lão đại quá lo lắng rồi tôi định bắt hiểu ý của rebecca hành động thượng vị lần này của phi cơ cũng không đơn giản có thể nói là tùy tiện vô cùng hắn sẽ xuất phát từ loan tử lượn qua một vòng tất cả các địa bàn mà hoa ký khống chế sau đó mới ngang nhiên thượng vị. Phương thức giống trống khua chiên như vậy là mệnh lệnh của Tô Bình Nam. Lời giải thích với bên ngoài là phá vỡ truyền thống không thấy người của Hoa Ký. Rebecca biết rõ, Tô Định Bắc cũng vậy. Hết thảy không hề đơn giản. Nếu không, với sự thận trọng và khiêm tốn của Tô Bình Nam, hắn sẽ không đưa ra lựa chọn như thế. Sau khi gặp mặt Lương Văn xương xong, phi cơ đã nói một câu hắn không nên nói để nghe ngóng nhân tuyển cho bước kế hoạch tiếp theo của rebecca cho nên tô bình nam nhất định phải dùng phương thức này để phi cơ ngồi vững vị trí ở hoa ký rửa cái bô không sạch thì không có tư cách tiến thêm một bước đây là cách chơi và quy tắc của giới thượng lưu trên bản chất tô bình nam là một kiêu hùng chính tống cái mà hắn cần là một thuộc hạ vừa trung thành vừa hài lòng với vị trí này Mặc dù hắn biết phi cơ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn đưa ra quyết định như thế. Tối nay ta sẽ quay về Thiên Nam. Lần này ta thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn chung tỷ mấy ngày qua đã chiếu cố ta. Tô Định bắt nghiêm túc nói lời cảm ơn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Mấy ngày qua nữ hài gặp không ít trường hợp cao cấp. Xác thực rất có lợi cho tầm nhìn và nhận biết của nàng đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Cô Định bắt cụm ly rượu với Rebecca, phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe. Chương 1147 Chương cũ khép lại Thượng vị, ở Hoa Ký còn có một cách gọi khác là đề tên bản vàng. Phi cơ đã mở ra hành trình đề tên bản vàng của hắn. Bảy tám chiếc xe màu đen ngừng lại trước cửa quán 3ZT, dẫn đầu là một chiếc Bentley có lẽ ta là lưu manh đầu tiên lựa chọn ngồi chiếc xe này ngoài hạng thất ca vẻ mặt phi cơ có chút xúc động hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn lại phong quang như vậy hầu hết xe của xã hội đen đều rất phô trương nhưng chiếc xe này trông có vẻ hơi bảo thủ chiếc xe trên danh nghĩa là tài sản của công ty tài chính của hắn nhưng trên thực tế đây là quà tô bình nam tặng hắn điều này khiến phi cơ cảm thấy rất vui tính cách của hắn trọng nghĩa lại đơn thuần. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành nhân vật như hạng thất không vui bằng việc đi theo sau lưng Tô Định Bắc. Khi phi cơ lên xe, đoàn xe rất có trật tự rời đi. Hắn không trực tiếp đến quán trà ở tân giới mà xuất phát từ loan tử đi qua thuyên loan, du tiêm vượng, nguyên lãng, tá đôn. Là những địa bàn của Hòa Ký. Tốc độ của đoàn xe không nhanh. Cảng thành là thành phố không bao giờ ngủ, đường phố không rộng, dưới ánh đèn nê ông nhấp nháy hai bên đường, một chiếc Bentley đang dẫn đầu, sáu chiếc Mercedes-Benz đang chậm chậm di chuyển thành hai hàng, quả nhiên thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Trạm thứ nhất, Thuyên Loan. Đại Phi đã sớm chờ ở quán ba Phú Hào của mình. Hắn cúp điện thoại, sau đó quay sang nói với đàn em A Hào của mình một câu. Phi cơ ca sắp đến rồi, đuổi theo. Sau khi đoàn xe đi ngang qua, Hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen chạy theo sau, số xe theo sau phi cơ biến thành 8 chiếc, phi nước đại trong đêm. Trạm thứ hai, Nguyên Lãng Vì tử hoa tiếp nhận lại vị trí của hôi tử cũng dặn dò một tiếng, lại thêm hai chiếc xe bổ sung vào đoàn xe. Trạm thứ ba, trạm thứ tư Sau khi ngũ hổ hòa ký và người phụ trách những khu vực khác gia nhập, đoàn xe đã lên đến hơn 20 chiếc. Xếp lương, bọn hắn sắp đi qua đông đạo rồi, có cần cản lại hỏi thăm thẻ căn cước hay không? Hay là tùy tiện kiểm tra? Phi cơ làm như vậy cũng quá vô trương, xem như mặt mũi của chúng ta mất sạch. Lý Diệu mặt thường phục nheo mắt nhìn chầm chầm đội xe càng lúc càng gần, đưa ra ý kiến của mình với sếp lương. Cho bọn hắn đi. Giám đốc Gray đã thông qua đơn xin của ban phái đối phương, chúng ta có làm gì cũng không có tác dụng. Giọng điệu của Lương Văn Sương rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào thế thì chưa hẳn ít nhất hắn sẽ làm người khác chán ghét chẳng lẽ hắn không biết việc mình phô trương như vậy cũng không rửa sạch được thứ trên người sao lý diệu đưa ra nghi vấn của mình được cái này thì mất cái kia mặc dù phi cơ làm như vậy sẽ bị người ta nhìn chằm chằm nhưng hắn sẽ thu được uy vọng mà mấy chục năm qua hòa ký không ai có được tham vọng của hắn quá lớn khốn kiếp Lý Diệu phun ra một cuộc đàm khi đội xe đi ngang qua. Rốt cuộc hắn không dám tự tiện ngăn đội xe lại. Suy cho cùng hắn chỉ là một nhân viên mặc thường phục cấp o bình thường. Nếu không có sự ủng hộ của sếp lương, hắn tùy tiện bắt phi cơ dừng xe, rất có thể ngày hôm sau hắn sẽ chết trong một tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm, sẽ không có cách nào tra ra được chuyện gì. Hòa ký không phải là mặt hàng tốt đến rồi sao ngồi đằng sau nhắm mắt dưỡng thần phi cơ lên tiếng hỏi đến rồi lão đại lái xe đao ba tử kích động đến toàn thân rung rung ánh mắt nhìn lão đại của mình chỉ toàn là sự sùng bái lương văn Sương phân tích không sai có được tất có mất hành vi tưởng chừng như không có lý trí này đã làm cho uy vọng của phi cơ giống như mặt trời ban trưa trong mắt đám lưu manh trung hạ tầng của hoa ký cửa quán trà mở rộng chiếc máy hát cũ kỹ cuối cùng cũng ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta chán ghét. Bên trong đốt đầy những cây nến đỏ. Đám người trì thúc đã cột khăn đỏ, sắc mặt nghiêm túc. Minh Triêu Phụ Hạ Đại Tiên Phong, Giá Kiều Tu Lộ Đệ Nhất Công. Phùng Sơn Khai Lộ Phùng Thành Phá, Thùy Nhân Bất Thức Thiên Hữu Hồng. Sắc mặt già nu của Trung Lão trở nên nghiêm túc. Đọc to thơ của Hồng Môn, sau đó hét lớn với phi cơ đang không người, đến đây có chuyện gì? Thái độ phi cơ trở nên trang nghiêm, tiếp nhận cây nhang trì thúc đưa đến, hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng đáp, đến để đề tên bản vàng. Nghi lễ cổ xưa và cổ hủ trong quán trà vẫn đang diễn ra. E là đa số người không nghĩ đến đây là thời điểm nghi thức cổ xưa này sẽ thất truyền. Tượng quan nhị gia được đặt ở vị trí trung tâm tản ra khí tức trang nghiêm dưới ánh nến màu đỏ. Toàn bộ quá trình rất trường trà nhưng tất cả mọi người đều có kiên nhẫn sau khi đốt giấy vàng và bày tỏ lòng kính trọng với quan nhị gia phi cơ tiếp nhận bát gà trống hoa sen từ tay trì thúc dùng dao bạc cắt ngón tay giữa nhỏ máu của mình vào rượu rồi đứng lên thề hôm nay sau khi đề tên bản vàng phi cơ ta sẽ yêu huynh đệ như yêu tay chân khi đánh nhau phi cơ ta là người đầu tiên ra mặt khi ra tiền phi cơ ta là người đầu tiên bỏ tiền tất cả mọi người bắt đầu dân hương có trung có nghĩa phú quý niên hoa đợi đến khi một vị thúc bá có bối phận cuối cùng dân hương xong phi cơ chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua tất cả mọi người lạnh lùng lên tiếng bất trung bất nghĩa sẽ như hoa sen này hắn nói xong bát gà trống hoa sen bị ném thật mạnh xuống nền nhà màu xanh của quán trà trăng rắc kết thúc buổi lễ Giọng nói của trì thúc cùng với tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên, tất cả mọi người lập tức không người. Lúc này, nếu có người từ lầu 2 của quán trà nhìn xuống, dưới ánh nến đỏ sậm có thể phân biệt rõ ràng đám thanh niên do phi cơ dẫn đầu đều mặc vét mang giày da. Còn đám gia hỏa thế hệ trước thì mặc trường bào với áo khoác ngoài. Các chương cũ cuối cùng sẽ được khép lại. Chương 1148 Phi cơ thượng vị Tối hôm nay phi cơ thượng vị. Nhưng biểu hiện của Lương Văn Sương ghét ác như thù trong mắt cấp dưới lại có chút kỳ quái. Không quan tâm thì thôi, còn ngó lơ việc nguyên lãng phát sinh vụ án một thiếu nữ mất tích không rõ. Lão đại, chúng ta là hòa ký, không phải tổ trọng án. Không ít người phàn nàn về việc Lương Văn Sương không cho mọi người về nhà nhưng lại không nói ra nguyên nhân. Văn phòng Lương Văn Sương Đốt hết điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc ánh mắt nam nhân trở nên phức tạp ngày đó hắn gọi điện thoại cho tổ hành động cũng cung cấp hết thảy tin tức mà hắn biết nhưng kết quả của tổ hành động lại khiến hắn chấn kinh thậm chí đau lòng hoàng khải phát người bạn cũ quen biết từ trường cảnh sát năm xưa đã gửi tin nhắn cho hắn nói hết thảy đều bình thường chẳng qua chỉ là một bữa tiệc bình thường giữa đám nhà giàu với nhau mà thôi đánh rắm biết phi cơ gạt mình trong lòng Lương Văn Xương tức giận đến phát điên. Ban đầu hắn tin tưởng người bạn cũ của mình, cho rằng rất có thể tin tức mà phi cơ cung cấp đều không chính xác. Nhưng ngày hôm sau, phi cơ đã gửi cho hắn một tin nhắn khiến cho lòng tin của hắn bị đè bẹp. Một nữ hài đã mất tích. Phi cơ nói, sếp lương, cái mạng này hẳn phải tính trên đầu ngươi. Đám nữ hài này đều do một đàn em của bản thúc tên là Đại Thiên Minh đưa đi. Ngươi có thể điều tra một chút lần này lương văn sương lựa chọn tin tưởng phi cơ thiên hạ không có chuyện gì trùng hợp cả đặc biệt là lương văn sương trước giờ không tin tưởng trùng hợp can thiệp vào tổ trọng án lại là lão hỏa kế nhắm vào mình nhiều năm đằng sau còn có trần bính đường điều này khiến cho lương văn sương hiểu được một khi bắt đầu thì không còn đường rút lui ngón tay đau nhói khiến lương văn sương giật mình nhìn điếu thuốc đã cháy đến đầu mẫu hắn đứng dậy dụi đầu thuốc lá gạt chuyện hòa ký sang một bên. Tối nay ta muốn tất cả mọi người làm một chuyện. Lương Văn Sương đẩy cánh cửa văn phòng, sắc mặt kiên nghị, hãy giúp ta tìm một cô gia tử, đã hoạt động trên đường Bắc Lan một thời gian dài tên Đại Thiên Minh. Nhớ kỹ, trước sáng mai ta muốn tên khốn này xuất hiện trước mặt ta. Cô gia tử, kẻ lợi dụng tình cảm nữ nhân, bắt nữ nhân bán mình. Vâng, sếp. Âm thanh trả lời đồng loạt vang lên rốt cuộc cũng có việc để làm, không cần ở đây mắt to trừng mắt nhỏ đến buồn ngủ. Đám cấp dưới lập tức phấn chấn tinh thần. Cùng một thời gian, có thể bãi bình đại dê để thượng vị nhanh như vậy. Tên hậu sinh phi cơ này thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Xem ra ta đã lạc hậu rồi. Động tĩnh mà phi cơ gây ra lớn như vậy tất nhiên không thể gạt được mọi người. Trong phòng chơi bài của vũ trường nổi tiếng nhất Cảng Thành, Hồ Tu Dũng uống một hơi cạn sạch ly rượu để trước mặt, sau đó thở dài nói với Tư Đồ Ngọc Liên. "Dũng ca là bảo đao chưa già, là cây cao bóng cả trong giang hồ." Nhìn Hồ Tu Dũng thất vọng như vậy, Tư Đồ Ngọc Liên vội vàng lấy lòng một câu, "Không phải kẻ nào cũng có thể làm long đầu trong chín năm ở 14 nước. Ngươi là một trong 10 người duy nhất." Hồ Tu Dũng mỉm cười không nói gì. Cô em gái kết nghĩa này của hắn có thể nói là không thua gì đấng mày râu, làm việc quả quyết, ra tay hào phóng, cường độ ủng hộ hắn mấy năm gần đây không hề nhỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không cách nào từ chối được. Hai tên băng nha câu và ma la bính là hai tên đầu heo. Bây giờ lại còn nội đấu với nhau, bỏ ra chút nhân mã mà còn tính toán chi ly, sợ đối phương bứng hang ổ của mình ở Hào Giang. Điều này mới giúp cho phi cơ dễ dàng thượng vị như vậy. Tư Đồ Ngọc Liên chuyển chủ đề sang những chuyện mà bọn hắn làm trong thời gian gần đây, con tàu đánh bạc sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên sau một tuần nữa, không ít kẻ đổi tiền đã liên hệ với những khách hàng lớn để lên thuyền. Một khi đối phương có khởi đầu tốt đẹp, đám người phi cơ Minh Vương có được quả ngon để ăn, muốn can thiệp vào khó càng thêm khó. Nữ nhân có chút u oán nói, "Dũng ca, hy vọng của ngươi đã đủ." không nên thúc giục bọn hắn. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ giang hồ. Hồ Tu Dũng lắc đầu, hòa ký chọn đầu lĩnh hai năm một lần. Chúng ta không thể để xảy ra sự cố. Nếu không, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta muốn nhúng tay vào sự vụ nội bộ của bọn hắn, trở thành kẻ địch của toàn bộ hòa ký, được không bù mất. huống chi ta cũng không ngờ đại dê lại thất bại thảm hại đến vậy. Bây giờ phi cơ thượng vị, minh vương và đám bá vương tân ký đều không phải đèn cạn dầu thái độ của bản thúc và hạng thất ca thì không rõ bây giờ chúng ta đâm lao thì phải theo lao chẳng lẽ chúng ta để bọn hắn tùy tiện mở ra cục diện như vậy sao dũng ca không có thuế đánh bạc cao nơi này có thể kiếm được bao nhiêu ngươi còn biết rõ hơn ta mà sắc mặt tư đồ ngọc liên vô cùng khó coi phi cơ mới thượng vị muốn lấy được lòng hòa ký ư nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hồ Tu Dũng giống như nhìn thấu thế sự tan thương, đại dê có làm được không? Hắn không làm được. Cho dù ta có là long đầu 9 năm, nhưng ngoại trừ dòng chính của ta, người chân chính nghe lời ta có được mấy ai chứ? Hồ Tu Dũng đốt một điếu thuốc khác, việc này không thể trì hoãn được nữa. Băng Nha Câu và Ma La Bính, ngươi hãy mượn danh nghĩa của Hà Tiên xin nhắc nhở bọn hắn một lần đi. Nói cho bọn hắn biết ta chỉ chờ thêm 5 ngày nữa thôi. Ánh mắt nam nhân trở nên hung ác, ta sẽ tính sổ sau. Vâng. Biết tình huống khẩn cấp, sắc mặt Tư Đồ Ngọc Liên cũng trở nên dữ tợn hơn, nếu Ma La Bính còn dây dưa không rõ, không để ý đến đại cục, vậy thì dứt khoát xử lý hắn thôi. Mưa gió nổi lên. Chương 1149. Đại Thiên Minh tuyến nhân có mặt khắp nơi trong mỗi khu vực hẻo lánh của cảng thành tuyến nhân là gì có thể làm được cái gì tuyến nhân chính là một trong những nguồn cung cấp tin tức tình báo cho cảnh sát tuyến nhân có hai loại người một là tình nguyện loại người này bình thường đều có liên quan đến tập đoàn phạm tội loại còn lại là tội phạm được chiêu mộ bọn hắn có thể nhờ vào đó để lập công chuộc tội như đã đề cập ở trên đây là một người cung cấp thông tin theo nghĩa thông thường, nhưng ít người biết rằng tập đoàn Cẩm Tú đã phát triển khá nhiều tuyến nhân ở một số bộ phận liên quan ở cảng thành. Nhưng người phụ trách không phải Rebecca, cũng không phải Phi Cơ, mà là người luôn dùng thân phận đã tự xuất hiện trước mặt mọi người Lữ Tư Kiệt. Không bao giờ đặt tất cả trứng gà vào cùng một giỏ, đây là thủ pháp làm việc thường gặp của Tô Bình Nam. Cho nên, sau khi Lương Văn Sương hạ mệnh lệnh 10 phút rebecca đã nhận được tin tức mưa gió nổi lên ở cảng thành lão đại cần biết hết thảy tin tức bất luận có hữu dụng hay không nữ nhân liền bấm điện thoại gọi cho tô bình nam sau khi nghe rebecca miêu tả xong tô bình nam im lặng vài phút rồi nói nghe định bắt nói trước khi phi cơ thượng vị đã bái nàng một cái đúng vậy rebecca mỉm cười tô định bắt quả nhiên đã thông báo cho lão đại bí mật làm lớn chuyện, giúp phi cơ một tay đi. Giọng điệu Tô Bình Nam rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Ta hiểu rồi. Rebecca cúp điện thoại, sau đó lẩm bẩm một câu, tên tiểu tử phi cơ kia có được xem là người ngốc có phúc không? Nữ nhân đã đoán đúng. Khi một người sắp đạt đến đỉnh cao, hắn biết rõ mình muốn cái gì. Biết tiếng biết lùi. Tô Bình Nam kiên định như sắt đá quyết định giúp hắn một tay độ khó của việc đi bắt một cô gia tử có lớn không? Không lớn. Cô gia tử thôi mà, chính là tiểu bạch kiểm dựa vào nữ hài mà kiếm cơm ăn, cũng chẳng phải dân liều mạng, không có kinh nghiệm trinh sát, muốn bắt dễ như trở bàn tay. Bắt một cô gia tử ở đường Bắc Lan có khó không? Cũng không khó lắm. Dù sao quan là quan, tặc là tặc, cũng không phải cửu long thành trại, hắc thương hoành hành mấy chục năm trước, có vào mà không có ra mặc dù đường bát lan ngư long hỗn tạp nhưng chỉ cần chịu bỏ chút công sức là được. Cuối cùng, đến đường bát lan bắt cô gia tử mà bản thúc coi trọng nhất, hơn nữa còn là sau 12 giờ có khó không? Khó như lên trời. Nhất là tên cô gia tử có biệt danh đại thiên minh này đã dựa vào sức của một mình chống đỡ nửa giang sơn cho bản thúc. Bản thúc có một câu rất phách lối nhưng không ai phản bác được. Qua 12 giờ, đầu lĩnh của đường Bác Lan chỉ có một, chính là ta hôm qua mã quân đã thay quân phục thành thường phục hắn gia nhập đội là hoàn toàn dựa vào năng lực vật lộn ưu tú và vài lần truy đuổi liều lĩnh hôm nay việc bắt đại thiên minh là lần đầu tiên hắn thực hiện nhiệm vụ trong bộ thường phục hoa ca có cần phải khoa trương như vậy không chỉ một cô gia tử thôi mà có cần thiết phải cẩn thận như thế không lúc xuống xe liêu hoa sinh dẫn đội ném tới một cái áo chống đạn mã quân tặc lưỡi nói ta vừa nhận được tin tức liên quan đến hành động lần này liêu hoa sinh nhìn thoáng qua thân hình cơ bắp vạm vỡ của mã quân ngươi có muốn biết hay không muốn mã quân thành thật trả lời trước tiên hãy mặc nó vào ta sẽ nói cho ngươi biết liêu hoa sinh vừa chỉ vào cái áo trong tay mã quân vừa hoàn tất việc mặc áo cho mình ok động tác mặc áo của mã quân rất nhanh a quân ta nghe nói ngươi có thể đánh mà cũng có thể động não. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngươi đi cùng ta đến đó. Thật ra làm cảnh sát hay là lưu manh cũng chẳng khác gì nhau, đủ liều là được, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Liêu Hoa sinh mỉm cười vỗ vai mã quân, cảm nhận được cơ bắp phát triển của đối phương. Không khỏi tháng phục. Lúc này, mã quân vẫn còn sự ngượng ngùng của người trẻ tuổi. Nghe người dẫn đội tán dương mình như vậy, Hắn không nhịn được ngượng nguồn xoa tay. Cô gia tử đó không bình thường. Lão gia hỏa bản thúc xem hắn như chỗ hiểm của mình. Liêu Hoa Sinh chuyển về chủ đề chính. Ta nhận được tin tức, năm đó tiêm Đông Bá Vương Tân Ký Lý dục thêm vì cho đối phương một cái tác. Kết quả bản thúc đã bắt Minh Vương cho đối phương ăn thiệt ba lần. Thậm chí chờ đến khi hạng thất ra mặt, tiêm Đông Bá Vương bày rượu bồi lễ mới được tính là xong việc ngón tay của thái tử hào mã ban bị chặt cũng là vì hắn hắt một ly rượu vào mặt cô gia tử đếm hôm đó bản thúc đã thi hành gia pháp liêu hoa sinh nói tiếp một sông hoa hồng côn một cô gia tử chỉ làm mã phu nhưng bản thúc cây độc giảo hoạt lại làm như vậy ngươi hãy suy nghĩ xem phân lượng của hắn như thế nào không phải con riêng của lão gia hỏa đó chứ con riêng liêu hoa sinh nhịn không được cười rộ lên Ai lại để con trai của mình làm mã phu chứ? Coi trọng như vậy chứng tỏ cô gia tử đó có thứ mà lão gia hỏa bản thúc đang thiếu. Thấy Mã Quân vẫn không hiểu rõ, Liêu Hoa Sinh chỉ vào cái áo chống đạn mà hắn đang mặc trên người, bây giờ đã qua 12 giờ, lại bắt con nuôi của bản thúc, cẩn thận có người bắn ngươi bị thương. Tuyến nhân của Liêu Hoa Sinh đã cung cấp tin tức rất chuẩn. Khi 7, 8 người mặc thường phục đến tìm Đại Thiên Minh, Tên gia hỏa dựa vào mặt để kiếm cơm này đang ăn khuya ở một tiệm cơm, bên cạnh còn có một thiếu nữ tóc dài tướng mạo vô cùng thanh thuần đi cùng. Không thể không nói tên gia hỏa này thật sự được ông trời ban cho một khuôn mặt có thể kiếm cơm. Mày kiếm mắt sáng, người cao 1m8, cộng thêm kiểu tóc của Quách Thiên Vương đang nổi tiếng bây giờ, lực sát thương đối với những thiếu nữ vị thành niên rất lớn. Chương 1150 Ta cần thuyền của ngươi đại thiên minh liêu hoa sinh nhìn đại thiên minh vẻ mặt vẫn bình thản ta là giám sát liêu hoa sinh làm phiền ngươi phối hợp với công việc của chúng ta cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra Cương mặt đại thiên minh khôi phục lại sự bình tĩnh có chuyện gì vậy sếp tên gia hỏa này đúng là một tay đào hoa lão luyện dù vậy vẫn không quên vuốt mái tóc dài của nữ hài đang hoảng loạn để bày tỏ sự an ủi trở về thì ngươi sẽ biết Liêu Hoa Sinh lạnh lùng cắt ngang động tác của hắn, ngươi không muốn bị ta xách ra ngoài thì tốt nhất nên phối hợp một chút. Đại Thiên Minh ngửa đầu ra sau, lão đại. Ta sợ quá. Đừng quên đây là đường bát lan sau 12 giờ. Hắn vừa dứt lời, trong lúc Liêu Hoa Sinh đang dự định tiến hành biện pháp cưỡng chế, mã quân phụ trách bên ngoài đã cao mày bước đến. Sếp Liêu, bên ngoài có rất nhiều người nhiều sự kiện lớn xảy ra có vẻ như tình cờ, nhưng chắc chắn không có sự trùng hợp nào đằng sau chúng. Lần này cũng không ngoại lệ. Tám nhân viên mặc thường phục dưới sự dẫn đầu của Hoa Ca và Mã Quân vừa mới ra khỏi quán của Đại Thiên Minh đã nhìn thấy bên ngoài có ít nhất hơn 100 tên lưu manh đang đứng. Tên nào cũng mặc áo phông đen và quần bò, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Ai là người dẫn đội của các ngươi? Liêu Hoa Sinh bình tĩnh bước lên phía trước, đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình, ta là Liêu Hoa Sinh. Bảo hắn ra đây nói chuyện với ta, không phải công vụ. Không một ai lên tiếng. Mấy hán tử dẫn đầu cùng nhau tiến lên một bước, bao vây mọi người không chút kẻ hở. Bản thúc cũng không muốn làm lớn chuyện. Đồng nghiệp trợ giúp chúng ta sẽ đến ngay. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi lui lại, bảo người dẫn đầu của các ngươi ra nói chuyện với ta. Liêu Hoa Sinh rút ra cây súng lục, lạnh lùng nói. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Cấm này có vẻ ngon nhỉ. Trong đám người, người duy nhất có địa vị ngang với Minh Vương là Tá Duy lên tiếng, đường Bác Lan sau 12 giờ. Người có thể lên tiếng chính là bản thúc. Nương theo tiếng nói, mọi người tách ra một con đường, Tá Duy cởi trần miệng ngậm ống hút chai nước ngọt ung dung bước ra. Dừng bước, Tá Duy nhướng mày nhìn Liêu Hoa Sinh, thả người, ta sẽ thả ngươi đi bầu không khí như đóng băng nếu ta nhất định phải dẫn người đi thì sao liêu hoa sinh nheo mắt không chút nhượng bộ lên tiếng trăng rắc chai nước ngọt bể tan tành dưới chân ánh mắt tá duy trở nên hung ác ngươi có thể thử một chút cùng lúc đó trên sân thượng của một tòa nhà minh vương vừa nhìn cảnh tượng dương cung bạc kiếm dưới đất vừa nhấn nút trả lời người gọi đến chính là phi cơ sau khi nghe đối phương nói câu đầu tiên minh vương lập tức thay đổi sắc mặt đừng nói giỡn có được không phi cơ ca minh vương nói thẳng ta hiểu rất rõ tá duy nếu không có bản thúc chỉ thị hắn không có lá gan đó đâu cũng chỉ là dọa người thôi mà bản thúc muốn kéo dài thời gian không đánh đâu ta không nói giỡn phi cơ nhớ lại lý do mà rebecca đã dạy cho hắn giọng điệu cố ý chậm lại minh vương ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi à thái tử chết bản thúc đang hoài nghi ngươi hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi tá duy tiến vào chiếm giữ phố bát lan chứng tỏ điều gì ngươi hẳn phải rõ hơn ta chứ minh vương cười lạnh cho dù hắn có hoài nghi nhưng lão đầu tử đó muốn động vào ta cũng không dễ dàng như vậy đâu vì sao ngươi lại không chủ động một chút thái tử chết rồi bản thúc chưa chắc sẽ giao địa bàn phố bát lan cho ngươi chúng ta ra ngoài lăn lộn, dựa vào tranh chứ không phải chờ. Câu nói này khiến Minh Vương im lặng. Phi cơ rèn sắt khi còn nóng, giọng điệu tràn đầy mê hoặc, ngươi có biết cô gia tử chính là cầu nối quan trọng giữa bản thúc và đám người thượng tầng không? Muốn động vào bản thúc nhất định phải cắt đứt cái đuôi của đám rắn chuông đứng sau lưng hắn, không còn dám ra mặt vì hắn nữa. Nói tiếp đi. Minh Vương nói khiến tinh thần phi cơ phấn chấn ngươi nhân cơ hội này làm lớn chuyện lên, để cô gia tử đó tiến vào ánh mắt của công chúng. Hắn gánh không được, nhất định sẽ khai. Giọng điệu phi cơ trở nên lạnh lẽo, hắn khai, bản thúc nhất định sẽ xong đời. Đến lúc đó, hào mã bang không có mấy ai có thể tranh với ngươi, huống chi ngươi còn có phi cơ ta. Minh Vương nói, chúng ta là Minh hữu. Đúng. Phi cơ trả lời rất chân thành. Ngươi muốn cái gì? đừng nói cho ta biết ngươi muốn làm người tốt nha. Minh Vương là lão giang hồ, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng lý do của phi cơ chứ? Minh Vương, mục tiêu của chúng ta khác biệt. Phi cơ mỉm cười trả lời, ta muốn công ty mậu dịch lợi đạt của Trần Bính Đường. Hắn không ngã xuống, làm sao ta có thể lấy? Đừng quên bây giờ ta là đầu lĩnh của Hòa Ký. Bên dưới ta còn phải nuôi rất nhiều người. Bên kia, sắc mặt của Minh Vương thay đổi. Ngươi quá tham rồi, phi cơ ca. Minh Vương, không phải ta có gan, mà là đằng sau bản thúc có người, vì sao ta lại không có? Nhớ kỹ, phong quan của chúng ta chỉ là lục bình không rễ. Không có ai bảo vệ, chúng ta nhất định chết rất thảm. Ta làm, nhưng bản thúc ngã, ta cần thuyền của ngươi. Minh Vương biết nhược điểm của mình, lập tức đưa ra ý kiến ta có thể làm theo quy củ bản thúc đưa ra. Được, thành giao. Phi cơ dứt khoát đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Minh Vương nhìn đám người bên dưới, sắc mặt nghiêm túc. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.